Đâu phải bạn muốn quên là sẽ quên. Vâng, chào tất cả các anh chị ạ. Rồi, mình lại tiếp tục với nội dung ôn tập của môn AZ04 ạ. Rồi, như trong hôm trước thì mình đã xong được cái bộ đề đầu tiên, đúng không ạ? 45 câu hỏi đầu tiên trong cái bộ đăm AZ04 này. Đây, topic số 3 nữa rồi. Ok ạ. Thế mình bắt đầu một số các cái câu hỏi trong cái topic thứ hai nhé, trong một cái bộ đăm ôn thi AZ04 này. Được chưa? Rồi, câu hỏi đầu tiên ạ. Đúng không ạ? Rồi, bạn có một cái Rồi, bạn có on premise server đúng không ạ? Đấy, có một server ở phía on premise này chứa một cái folder tên là folder 1 nằm trong ổ D, đúng không ạ? Đấy, thì bạn cần phải copy nội dung trong ổ D folder 1 này lên trên một cái container ở Azure, đúng không ạ? Lên trên một cái container của Azure thông qua một cái storage account tên là Contoso Data. Thế thì câu lệnh mình sử dụng là gì? Câu lệnh mình sử dụng để thực hiện điều này là gì, đúng không ạ? Thế thì thứ nhất mình xem đáp án A. Thì đáp án A này. Rồi đáp án B thì chỉ là AZ copy sync thôi. A nó chỉ là một đường link thôi chứ không phải là một câu lệnh, đúng không ạ? Đấy, không hẳn thành một lệnh, chỉ một link thôi, nên A không phải này. B thì là AZ copy sync, chỉ là đồng bộ thôi, đúng không ạ? Đấy, chỉ là đồng bộ, để tạo thành cái snapshot giống như backup thôi, được chưa? D thì là AZ storage blob copy start bat D folder đến HTTP, đúng không ạ? Lên trên storage account. Đấy. Thế thì cái này thì trong các cái câu lệnh này chỉ có câu lệnh là AZ copy thôi. Thế thì trong cái phần cái này thì trong tức là các cái bộ công cụ, các cái bộ công cụ để cho phép mình có thể thực hiện copy dữ liệu từ phía on-premise lên trên cloud, đúng không ạ? Hay là từ cloud xuống on-premise thì mình sẽ có câu lệnh đấy là AZ copy. Công cụ nó gọi là AZ copy, được chưa? Khi gặp các câu hỏi mà cần cái sự việc trao đổi thông tin này, gọi trao đổi dữ liệu này, copy giữa on-premise và cloud này thì các bạn sẽ nhớ đến công cụ đấy là AZ copy. AZ copy, cái này trong slide của AZ 14 thì nó có nói đến, được chưa?
có đến. Còn cái phần AZ Storage này thì nó không phải, đúng không ạ? Nó chỉ là, cái này thì sẽ là giống như một cái câu lệnh của Cloud Shell hơn, và thực hiện trên phía Portal, đúng không ạ? Đấy, liên quan đến Azure Storage Blob hơn là phía copy dữ liệu, trao đổi dữ liệu giữa on-premise, giữa local với cả cloud. Đấy chứ? Ở đây thì mình sẽ phải là câu lệnh AZ copy. Đấy, AZ copy, đồng thời sẽ là copy. Copy từ on-premise, đúng không ạ? Lên trên cloud. Đấy, copy rescale, tức là copy toàn bộ nội dung, tất cả các cái thư một con bên trong nữa. Được chưa? Toàn bộ nội dung của folder 1 này, toàn bộ nội dung bên trong folder 1 này, nếu như folder 1 có chứa một cái thư mục khác nữa, đúng không ạ? Có chứa các thư mục nữa. Đấy, thì bên trong các thư mục này cũng sẽ được copy bằng option rescale. Được chưa? Thì keyword của mình ở đây sẽ là copy dữ liệu, đúng không ạ? Copy content từ D folder 1. Đấy, copy này, D folder 1 này. Được chưa? Copy D folder 1 lên trên cloud. Một số các cái keyword copy D folder 1. Và đáp án của mình sẽ là AZ copy. AZ copy. Được chưa? Bạn nhớ đến AZ copy. Rồi, câu hỏi thứ hai. Đấy, là bạn có một cái subscription, đúng không ạ? Trên portal mình có tiến hành có một cái plane để tạo ra storage account tên là storage 1, đúng không ạ? Thế thì sẽ bằng các cái bước này. Tức là nó sẽ storage 1 này nó sẽ có nó sẽ thuộc loại, thứ nhất là standard, đúng không ạ? Performance là standard, tức là SSD hoặc HDD đấy, đúng không ạ? Standard chính là HDD. Replication tức là về mặt đồng bộ, về mặt dự phòng, thì đây sẽ là zone redundant storage, tức là dự phòng ở mức độ zone thôi. Được chưa? Nếu như mà một host, một cái server, một thiết bị trong zone có sự cố thì dữ liệu trên cái server đấy thì vẫn được bảo toàn, đúng không ạ? Nhưng mà toàn bộ zone, toàn bộ data center đó mà có vấn đề thì dữ liệu sẽ không còn được bảo toàn nữa. Được chưa? Asset type thì là cool. Được chưa? Cool. Mình có ba loại là hot, cool và archive, đúng không ạ? Cool thì nó sẽ phù hợp với các cái dữ liệu ít truy cập nhưng lưu trữ lâu dài, đúng không ạ? Tầm khoảng trong khoảng từ 30 ngày trở lên. Đấy, lưu trữ các dữ liệu không có thay đổi trong khoảng 30 ngày trở lên. Rồi hierarchical namespace tức là có đúng không ạ? Có phân cấp disable này, đúng không ạ? Đấy, disable mình cần đảm bảo rằng là có thể set cái account này set cái key cho storage 1 trở thành là blob storage. Yeah, block, blob, storage. Thế thì cái nào mình cần phải modify trong các cái điều phía trên, đúng không ạ? Trong các điều phía trên đấy, trở thành là block, blob, storage, đúng không ạ? Block, blob, storage. Đấy, block, blob, storage tức là lưu trữ dưới dạng là các block, cho phép là truyền dữ liệu dưới dạng các block. Tức là khi mình truy xuất dữ liệu trên cloud ấy, đọc các dữ liệu này hoặc là chỉnh sửa các dữ liệu này, download dữ liệu về máy chẳng hạn, thì nó sẽ được triển khai dưới dạng các cái block, các cái khối, được chưa? Chia cắt ra thành các cái khối 64 kilobit, 64 kilobyte, sau đó là thao tác tính toán trên nó, đúng không ạ? Thế thì chuyển thành block này thì nó chắc chắn không phải là replication rồi, đúng không ạ? Đấy, chắc chắn nó cũng không phải là access type, nó chỉ có ba loại thôi mà, được chưa? Cool, host và archive. Đấy, hierarchical namespace thì chắc cái này nó cũng không phải rồi, đúng không ạ? Và mình chỉ còn duy nhất một cái nó liên quan đến performance thôi. Cái này liên quan ảnh hưởng đến tốc độ truy xuất, được chưa? Cho nên mình sẽ dùng đến đấy là performance. Đấy, keyword mình có thể để ý đến, thứ nhất là keyword của mình sẽ là performance này, replication này, zone redundant này, được chưa? Đấy, sau đó mình sẽ tiến hành là chọn performance, được chưa? Đáp án sẽ là thuộc về performance. Thành phần này thuộc về khả năng truy xuất, tốc độ đọc ghi, được chưa? Rồi số 3, bạn có một cái Azure subscription tên là subscription 1 chứa một cái storage account theo như cái bảng người ta cho mình đây, đúng không ạ? Storage account 1, 2, 3, 4. Đấy, thuộc loại là storage V2 hay là blob storage này, được chưa? Azure service chứa các dữ liệu này, để triển khai các Azure service trên đó mình sẽ có là thuộc dạng file table rồi queue và blob. Được chưa? Mình có file này, đấy, các dạng file này, table dữ liệu dạng bảng này, queue tức là dữ liệu dạng log này, đúng không ạ? Message và log. Đấy, rồi blob đúng không ạ? Là các cái file đi. Về mặt truy xuất nó sẽ nhanh hơn dưới dạng các blob, đúng không ạ? Rồi blob storage lưu trữ các cái dữ liệu nó không phải là dạng file có tính quan hệ như là database, đúng không ạ? Rồi mình cần có kế hoạch là dùng Azure import, đúng không ạ? Azure import và export service
để export data từ cái subscription 1 này. Từ subscription 1 mình cần export ra ngoài. Thế thì mình cần phải xác định cái storage account nào có thể export ra được. Được chưa? Đấy, storage account nào có thể export ra được trong các cái storage account này. Đấy. Được chưa? Thế thì ở đây mình thấy luôn được là cái có sự chỉ dẫn luôn đây rồi đúng không ạ? Với việc mà export dữ liệu từ subscription 1, từ subscription ấy, export dữ liệu từ subscription thì chỉ có thể là với cái loại blob storage thôi. Đấy, chỉ với blob storage là có thể export ra thôi. Được chưa? Còn nếu như mình muốn export dữ liệu từ đúng không ạ? Export dữ liệu từ Z Zone Redundant Protocol thì nó sẽ là thuộc về storage storage 2, V2. Được chưa? Thế thì cái này thì export trong subscription 1 thì nó chỉ là blob thôi, nên mình sẽ chọn là storage 4. Được chưa? Storage 4. Export dữ liệu từ một cái subscription trong các loại này thì nó chỉ hỗ trợ đấy là blob storage, đúng không ạ? Mình chọn là storage số 4. Rồi tiếp này, mình sẽ có một cái Azure storage account đấy, như trong cái bảng này. Storage account 1 2 3 đúng không ạ? Thuộc loại storage account này, thuộc kiểu là storage v2 hay là blob storage này, đấy, region này, subscription này. Được chưa? Đấy, sử dụng cái hình thức là drop down, tức là phía khi mình tham gia thi nhé, cái câu hỏi này ấy, nó sẽ không hiện đáp án gì cả. Mình phải click vào cái mũi tên này. Click xuống thì nó sẽ sổ tất cả đáp án. Mình chọn đáp án nào thì click vào đáp án đó thì nó sẽ hiển thị vào cái ô này. Được chưa? Nó gọi là drop down, hay là cái này có thể gọi là select. Được chưa? Đấy, nó sổ xuống và mình chọn đáp án thôi. Được chưa? Rồi chọn đáp án theo như các cái phía dưới của mình này. Thứ nhất là mình bạn có thể sử dụng answer choice for Azure table storage. Mình có thể sử dụng loại nào cho Azure table storage, được chưa? Đối với table storage thì mình chỉ sử dụng được đấy là storage account 1. Đấy, storage account 1. Được chưa? Thuộc dạng là storage này. Đấy. Bạn có thể sử dụng loại nào cho Azure blob storage, được chưa? Thì với cái blob storage ấy là một cái kiểu lưu trữ trên cloud, một cái hình thức có thể coi như là mới so với phía local. Và tất cả các cái storage account nó đều có thể hỗ trợ cho mình có thể lưu trữ triển khai các cái blob storage. Đây có thể coi như là một cái dạng lưu trữ cơ bản và phổ biến ở trên Azure, trên cloud. Việc lưu trữ các file dưới dạng các cái blob, được chưa? Blob nó chỉ không phải là file về văn bản, không phải là file về database thôi, được chưa? Không phải file về bảng biểu thôi, được chưa? Đấy, lưu trữ dưới dạng các cái blob storage tất cả đều hỗ trợ cho phép có thể truy xuất dưới dạng các blob và nó tối ưu hơn, nhanh hơn. Thế thì ở đây cái keyword của mình sẽ có nhất là present in graphic này, hoặc là mình có thể xem keyword đấy là storage account 123 đúng không? Theo cái hình như này. Đấy, thì đáp án nó sẽ là storage 1 và all storage. Đấy, đối với table thì chỉ có storage account. Đối với table chỉ có storage account này. Đối với Azure blob thì nó sẽ là tất cả. Đấy, tất cả. Đấy là cái mình nhớ. Rồi có cái Azure subscription chứa thông tin như trong cái bảng của mình này. Được chưa? Container 1. Azure subscription nó chứa một số các cái loại data này, container 1 này. Thuộc kiểu đấy là blob container, share thuộc kiểu là Azure file share chia sẻ file. DB1 thuộc dạng là SQL hay là thuộc dạng database. Table 1 thì là Azure table, có đầy đủ các cái loại lưu trữ đấy, trên cloud. Từ container chính là cái thư mục giống như một cái folder trên cloud thôi. Nó gọi là blob container, tức là thư mục này nó chứa được nhiều file exe, file thực thi đúng không ạ, file văn bản, âm thanh, hình ảnh, rồi share file server online đúng không ạ, thông qua https hoặc smb có mã hóa. DB1 tức là database, rồi table đúng không ạ, bảng. Rồi mình có kế hoạch là export data đúng không ạ, sử dụng Azure import và export. Thế thì mình cần phải xác định xem là dữ liệu nào có thể export. Được chưa? Có thể export bằng cách sử dụng đấy là export 1. Tức là một cái job thôi, cái job dành cho việc import data thôi, tên là export 1. Thế thì cái data nào có thể sử dụng để mà export ra được. Được chưa? Đấy, có thể export ra sử dụng Azure import. Được chưa? Đấy, thì trong các cái loại này chỉ có duy nhất là cái container. Được chưa? Container hay là blob ấy, nó giống như cái phần phía trên của mình ấy, đúng không ạ? Đối với cả subscription ấy. Đối với cả subscription đúng không ạ, thì mình chỉ có là cái loại blob này thì nó có thể là export ra ngoài như
như vậy thì mình sẽ có đấy là container, container 1, được chưa? Đấy thì keyword của mình sẽ là export, export 1 nhé, export 1 này, container 1, được chưa? Rồi số 6, mình có một cái subscription, mình có một cái sub, có một cái storage account đúng không ạ, tên là storage 1, và có Azure App Service, một cái ứng dụng đó, một cái app tên là App 1 và App 2 đúng không ạ, chạy trên Azure Container, chạy trên Azure Container. Đấy. Mình cần đảm bảo rằng App 1 và App 2 có thể read blob storage, tức là có thể truy xuất đọc đến một cái blob từ storage 1, được chưa? Từ storage account tên là storage 1. Tức là mình hiểu là storage account nó là một cái vùng chứa thôi. Bên trong cái vùng chứa này, bên trong cái vùng chứa nó sẽ có rất là nhiều loại từ blob storage đúng không ạ? Từ Azure File Share, đấy, từ container, vân vân, đúng không ạ? SQL rồi database. Đấy, thì các ứng dụng App 1, App 2 này nó có thể đọc các dữ liệu, đúng không ạ? Đọc các cái blob, đọc các file từ storage 1. Thế thì giải pháp cần phải đảm bảo các yêu cầu sau. Thứ nhất là secret, cái lượng number của secret là tối thiểu, đúng không ạ? Được sử dụng là tối thiểu. Và đảm bảo rằng là App 2 chỉ có thể đọc được từ storage 1, đúng không ạ? Cho 30 ngày tiếp theo. Chỉ đọc được cho 30 ngày tiếp theo. Thế thì cái cấu hình trên storage 1 cho mỗi ứng dụng, cho mỗi app là gì, đúng không ạ? Cho mỗi app này là gì? Đấy. Được chưa? Rồi cấu hình cho mỗi app, app 1, app 2 cần làm gì này? Được chưa? Đấy, numbers, đúng không? Number script được sử dụng là tối thiểu. Đấy, thì lúc này đối với app 1 thì mình cần phải triển khai đấy là access key. Access key. Rồi, được chưa? Key để có thể là truy cập, tức là cho phép mình có thể là sử dụng key để kiểu kết nối đến các cái storage, đúng không ạ? Đấy, kết nối đến storage, advanced security, IAM asset control. Đấy, hay là share asset size nature, đúng không ạ? Thì cái này nó sẽ phải là access key. Đối với app 2, app 2 thì chỉ có thể đọc trên cái storage 1 thì cho 30 ngày tiếp theo, đúng không ạ? Cho 30 ngày tiếp theo. Thì lúc này mình sẽ phải dùng đến cái nó gọi là share asset signature, share asset signature, được chưa? Share asset signature. Trên đó nó sẽ có một cái key và nó giống như việc là vừa có phân quyền, vừa có xác thực xem là app 2 được truy cập hay không, vừa có phân quyền, đúng không ạ? Vừa có các policy đi kèm trên đấy được nữa. Đấy. Được chưa? Cái điều với app 1 thì nó sẽ liên quan đến asset, asset key, bởi vì nó cần cái tối thiểu thôi mà, đúng không ạ? App 2 thì nó sẽ cần phải có, vừa có phân quyền này, only read only này, vừa có một cái số các policy trên nó nữa, cho nên nó sẽ cần phải SIS, được chưa? Đấy, keyword của mình ở đây sẽ là next 30 ngày. Next 30 ngày, app 1 sẽ là asset key, app 2 sẽ là SIS, được chưa? Rồi câu hỏi số 7 này, mình cần phải tạo ra Azure storage account và đảm bảo những cái yêu cầu sau. Thứ nhất là chi phí phải là thấp nhất, đúng không ạ? Hỗ trợ cả hot, cool và archive. Hỗ trợ cả ba kiểu, được chưa? Rồi cung cấp tolerance, cung cấp cái khả năng chịu lỗi nếu như mà nếu như mà sự cố, đúng không ạ? Một cái sự cố xảy ra đối với một Azure region khi mà account, đúng không ạ? Khi mà account nó có cái vấn đề, đúng không ạ? Đấy. Khi cả một region có sự cố thì account vẫn dữ liệu vẫn được bảo toàn, đúng không ạ? Đến lúc này mình sẽ có đấy là GRS riêng vì đã được storage hoặc là read access hoặc là RAS. Mình sẽ có xem này. Đây, tạo ra storage account này. Kiểu sẽ phải là storage V2, đúng không ạ? V2 thì nó hỗ trợ tất cả. Đấy, hỗ trợ tất cả này. Tiếp theo nữa là thuộc loại nào? Thì đây mình có là LRS, RA, GRS hoặc là Frame RS. Đấy, thì lúc này để đảm bảo được thì mình sẽ có là GRS, Zero Resilience Protocol, tức là khi cả một cái region có vấn đề, đúng không ạ? Cả region gặp sự cố thì dữ liệu nó vẫn được bảo toàn bởi vì có một cái bản backup ở một region khác nữa, đúng không ạ? Đấy, sẽ phải là GRS đảm bảo các yêu cầu về mặt phân quyền là tối thiểu. Rồi ở đây thì keyword của mình sẽ là hot, cool, archive, blob, được chưa? Hot, cool, archive, blob. Rồi đáp án của mình sẽ là các
Storage V2 hỗ trợ toàn bộ những cái hình thức đó, và Zio thì nó từng Storage được chưa? Đảm bảo có khả năng dự phòng ở mức độ local global. Rồi câu số 8 này thì có một cái subscription đúng không ạ, chứa một số các tài nguyên như theo trong bảng đấy, RG1, Resort Group 1, Store 1 đúng không ạ, Azure Store Account Azure Storage Account đúng không ạ, Sync 1 tức là Azure File Sync đấy, Store 1 chứa file share tên là data. Store 1 nhé, chứa file share tên là data. Data chứa 5.000 file đấy, data chứa 5.000 file Store 1 đúng không ạ? Store 1 chính là một cái storage account thôi. Trong storage account nó chứa rất là nhiều loại khác nhau. Đấy, chứa rất nhiều loại khác nhau. Cụ thể trong đó chứa một file share tên là data. Được chưa? Mình cần phải thực hiện đồng bộ dữ liệu, đồng bộ file ở file share tên là data này đúng không ạ? Đến on-premise server tên là server 1. Thế thì ba hành động mình cần phải làm để thực hiện điều này là gì? Ba hành động cần phải làm. Đối với những câu này gọi là multi-choice, tức là nhiều đáp án đúng, nhiều đáp án được chọn. Thế thì đối với những câu này thì thường số lượng đáp án ấy, người ta đã nói cho mình biết rồi. Đấy chứ, nói cho mình biết rồi. Ba đáp án này là hai đáp án thì đều được nói rõ trong bài rồi. Đúng không ạ? Tránh hợp là mình sẽ tích thừa. Mà nó không cho mình tích thừa. Đấy, không cho mình tích thừa. Chỉ đúng như số lượng yêu cầu thôi. Đấy chứ, ba hành động để có thể đồng bộ được này. Đấy, thứ nhất mình cần phải register server 1, bởi vì không phải server hay thiết bị nào cũng sẽ được đồng bộ từ phía cloud xuống, đúng không ạ? Cần phải register. Thứ hai là install agent, mình hiểu như vậy, tức là cài đặt một thành phần, cài đặt một cái phần mềm ở phía server 1, ở phía local, để cho phần mềm này nó nói chuyện được với cả một cái phần mềm ở trên phía cloud. Thông qua hai phần mềm này thì dữ liệu sẽ được đồng bộ, đúng không ạ? Giống như việc là các bạn, mình cứ nhớ là sử dụng những cái nền tảng như là Google Drive này hay là OneDrive, bạn nào có thể dùng là Google Drive, OneDrive để đồng bộ các dữ liệu từ máy tính cá nhân của mình lên trên lưu trữ, đúng không ạ? Lên trên Google Drive hay lên trên OneDrive để đảm bảo được là dự phòng, đấy, backup. Thế thì việc đầu tiên là mình cũng cần phải có một cái tài khoản, đúng không ạ? Đăng ký tài khoản của OneDrive hoặc Google. Tiếp theo nữa là mình phải download cái ứng dụng của nó, đúng không ạ? Và thứ ba nữa là mình sẽ tiến hành cài đặt và cấu hình là mình chỉ định là đồng bộ những file nào, dữ liệu nào. Đúng không ạ? Đồng bộ ở đâu, đồng bộ một chiều hay hai chiều. Đấy thì lần lượt sẽ là các bước như vậy thôi. Đăng ký, đúng không ạ? Đăng ký server 1 với cả Azure, giống như việc là đăng ký tài khoản ấy. Để có tài khoản thì mới xác thực được, mới sử dụng được, đúng không ạ? Tiếp theo là cài đặt phần mềm agent để nó thực hiện các tác vụ sync đồng bộ, đúng không ạ? Và cuối cùng là mình sẽ tạo ra một cái sync group hay là cấu hình. Đúng không ạ? Cấu hình và chỉ định các cái dữ liệu sẽ được đồng bộ, đúng không ạ? Dữ liệu nào hay là lịch trình đồng bộ nó như thế nào, đúng không ạ? Đấy, thế ở đây keyword mình sẽ là synchronize 5.000 file. Đấy, 5.000 file data contain 5.000 file synchronize. Được chưa? Synchronize. Rồi, đáp án lần lượt. Đấy. Câu số 9 thuộc dạng hotspot, đúng không ạ? Mình có một cái Azure subscription chứa tài nguyên như ở trong bảng đề cập. Mình có VNet 1, VNet 2 và VM. VNet 1 là virtual network. VNet 2 là Virtual Network, VM Virtual Machine, lần lượt thuộc các cái Resort Group là RG1, RG2. Được chưa? Trạng thái của VM1 của máy ảo số 1 là running. Đấy, mình sẽ gán Azure Policy như trong bảng. Được chưa? Gán Azure Policy. Đấy, scope Azure Path này, RG2 áp dụng cho RG2. Policy này là not allowed resource high, not allowed resource high, đúng không ạ? Không cho phép, giống như không cho phép để có thể chỉnh sửa can thiệp vào các cái tài nguyên trên resource group 2. Rồi mình sẽ gán policy này bằng các cái parameter như Microsoft Cloud Network, Virtual Network, Microsoft Network, Virtual Network, Microsoft Compute, Virtual Machine, tức là mình không được phép thực hiện hành động gì trên Virtual Network và Virtual Machine, đúng không ạ? Not allowed resource time. Thế thì cho những cái trạng thái phía dưới, mình sẽ cần phải chọn true hoặc false. Được chưa? Đầu tiên admin có thể move VNet 1 đến 2 thì cái này là no. Được chưa? Mình hiểu là với cái policy này, tất cả hành động tạo xóa chỉnh sửa trên resource group 2 với network
Đấy, với vấn đề network, với vấn đề virtual machine thì sẽ là not, thì sẽ là không được phép, được chưa? Thì ở đây administrator là di chuyển VNet 1 đến 2 không được, đúng không? Liên quan network và VM thì là trên resource group 2 là không được, được chưa? Không được, nhiều là không được tạo xóa chỉnh sửa gì cả. Đấy. Trạng thái của VM 1 có thể trên thành delocated, đúng không? Delocated. Đấy. Cái này cũng là no, được chưa? Cái này cũng sẽ là no. Đấy, cái này cũng sẽ là no, không thể thay đổi được trên các cái VM1 thuộc về RG2. Administrator có thể modify địa chỉ IP của VNet2. VNet2 và VM1 cứ thuộc về resource group 2 thôi. Được chưa? Đấy, là không có thay đổi chỉnh sửa gì cả. Được chưa? Do policy mình áp dụng rồi. Đấy, dành cho virtual network và dành cho virtual machine. Thì virtual network mình có là VNet2, virtual machine là VM1, đều không thể tác động gì cả. Đáp án đấy sẽ là no hết, được chưa? Keyword của mình có thể là theo cái bảng RG1, RG2, RG2, đúng không ạ? Hoặc là đấy, hoặc là keyword sẽ theo đấy là RG2 đấy, hoặc keyword nó chỉ là một cái hình ảnh ấy thôi, đúng không ạ? Đấy, để mình có thể nhớ và nhận dạng ra được các cái câu hỏi, các cái đáp án. Đấy, câu hỏi số 10. Câu số 10 là bạn có một cái Azure subscription chứa một cái storage account, đúng không ạ? Đấy, mình có một cái on-premise server tên là server 1 chạy hệ điều hành Windows Server 2016. Server 1 có 2 TB data. Được chưa? Mình cần phải đảm bảo, mình cần phải thực hiện transfer, chuyển đổi data từ storage account lên storage account, đúng không ạ? Bằng cách sử dụng Azure import và export service. Azure import và export service. Thế thì ở đây ấy, mình cần phải làm những hành động gì? Thì đáp án đây đưa ra cho mình là attach rồi from, attach rồi from. Thế thì đây là hình thức mình hiểu là giống như việc là đồng bộ dữ liệu từ phía on-premise lên trên cloud ấy, nhưng mà nó sẽ không theo online. Online là sử dụng phần mềm Azure, đúng không ạ? Phần mềm Azure rồi tiến hành đăng ký, tiến hành thực hiện tạo job để đồng bộ, thì đấy là online thông qua network. Còn đây là với offline, bởi vì dữ liệu lớn 2T, đúng không ạ? 2T data. Thế thì mình sẽ cần thực hiện đầu tiên sẽ phải là gắn một cái ổ cứng mới vào trong server 1. Gắn ổ cứng mới vào trong server 1. Từ Azure Portal mình cần phải tạo import job, tức là giống như việc đăng ký ấy. Giống như việc đăng ký tạo lịch, được chưa? Tạo lịch đăng ký, ví dụ như là hôm nay là thứ 5, đúng không ạ? Mình sẽ đăng ký là vào thứ 7 tới sẽ tiến hành là import một cái lượng dữ liệu lên trên Azure, đúng không ạ? Và việc import lượng dữ liệu này ấy, là thực hiện trên data center nào, ví dụ như là Singapore, được chưa? Ngày giờ thực hiện là bao nhiêu đấy, thì mình cần phải đăng ký trước. Sau khi đăng ký xong, mình tiến hành là đầu tiên là attach, đúng không? Đầu tiên là gắn cái ổ cứng ngoài vào trong server 1, sau đó là chạy các công cụ để có thể là mã hóa và copy dữ liệu vào ổ cứng mới. Đương nhiên nó cần phải có mã hóa thì đẩy lên trên Azure nó mới tiếp nhận được, được chưa? Nó mới match với cả các policy. Đấy, sau đó là tạo lịch, được chưa? Rồi sau khi tạo lịch rồi thì là tháo ổ cứng gắn ngoài ra, đem đến lên Azure Data Center, được chưa? Mang đến cho Data Center thực hiện. Và bước cuối cùng là từ portal mình sẽ update import job, tức là mình đã đặt lịch trước đấy rồi thì bây giờ mình chạy lịch ấy thôi. Được chưa? Thì nó thực hiện thông qua bốn hành động, bốn action. Đầu tiên gắn ổ cứng vào, chạy phần mềm, copy dữ liệu, mã hóa dữ liệu trên ổ cứng. Sau khi đã copy xong trên portal mới tiến hành là tạo một cái job import, đúng không ạ? Ngày giờ, địa điểm, phương thức. Đấy, sau đó là tiến hành gỡ tháo cái ổ cứng gắn ngoài ra, mang đến cho data center. Sau đó là data center họ sẽ copy vào trong data center. Sau đó từ bước cuối cùng là từ portal mình update import job, tức là xem quá trình tiến trình chạy import job nó đã diễn ra thành công chưa, đã kết thúc chưa. Đấy, thì đấy là cách tiến hành đồng bộ dữ liệu. Giống như bước trước có một câu hỏi thì nó là đồng bộ thông qua network, còn đây là offline, đúng không ạ? Copy vào ổ cứng, mang ổ cứng đến data center, sau đó nó sẽ thực hiện. Rồi câu hỏi số 11, bạn có một cái subscription nó chứa một số những cái file xe như trong bảng này, xe 1, xe 2, được chưa? Xe 1, xe 2 lần lượt thuộc về storage account 1,
Location thì cùng là West West. Để chờ West West, mình có một cái on-premise server, tên là server 1 và server 2. Có các cái folder, D folder 1, E folder 2 và D data. Đấy. Thì bạn sẽ tạo ra một cái storage sync service tên là sync 1. Đấy. Và Azure File Sync Group tên là group 1. Đấy. Group 1 sử dụng share 1. Group 1 sử dụng share 1 như là một cái cloud endpoint. Đấy. Share 1 như là cloud endpoint. Đấy chưa? Sync 1 này. Azure group 1. Group 1 sử dụng share 1. Đây. Storage account như là một cái cloud endpoint. Mình đăng ký server 1 và server 2 trong sync 1. Server 1, server 2 ở phía on-premise. Được chưa? Với ở bên trong sync 1, sync 1. Tức là trong cái job storage sync ấy. Được chưa? Và mình sẽ add D folder 1 vào trong server 1 như là một cái server endpoint thuộc về group 1. Đấy. Thế thì các cái câu trả lời phía dưới thì nó là yes hay no, các cái câu hỏi, các cái khẳng định phía dưới thì nó là yes hoặc no, đúng không? Có thể thực thi được hay không, như vậy được hay không. Thứ nhất là xe 2 có thể được add như là một cái cloud endpoint cho group 1. Thế mình nhìn thấy là xe 2 với xe 1 nó là y hệt nhau, đúng không ạ? Y hệt nhau, đều là thuộc một cái storage account, đều là trong cái location. Cho nên việc mà đấy, giống hệt nhau, đúng không ạ? Xe 1, xe 2 giống hệt này. Ở đây nó yêu cầu mình là xe 2 có thể được add như là một cloud endpoint của group 1. Của group 1, đúng không ạ? Cloud endpoint của group 1, xe 1. Đấy, group 1 thì sử dụng xe 1 làm cloud endpoint. Trong trường hợp này thì xe 2 không được, đúng không ạ? Không được phép làm cloud endpoint cho group 1. Nó đã chọn xe 1 rồi, đúng không ạ? Storage account Azure File Share West West. Đấy, thì nó không thể tạo thành cái endpoint cho group 1. Ổ E folder 2 trên server 1 có thể được add như là một cái server endpoint của group 1. Server endpoint add như server endpoint của group 1. Đấy. Ổ D data on server 2 có thể add như là server endpoint của group 1. Đấy. Thì hoàn toàn có thể. Được chưa? Thì hoàn toàn có thể. Đấy, D1 đúng không ạ? Như vậy cái này cùng loại thì nó lại không cho phép mình có thể thực hiện làm cloud endpoint hoặc là cùng trên một thiết bị, đúng không ạ? Thì nó không cho phép mình có thể tạo thành các cái server endpoint. Đấy, server endpoint. Được chưa? Keyword cái này của nó sẽ nhớ, cần nhớ đấy chính là D folder 1, E folder 2, D data, đúng không ạ? Các folder, các thư mục trên server on-premise. Đấy, server on-premise. Thế hành động của mình ấy sẽ chỉ có D data, chỉ có server 2 thì có thể trở thành là server endpoint cho group 1 được thôi. Những cái đối tượng tương đồng thì nó sẽ không được phép thay thế, không được phép add thêm. Được chưa? Không được phép add thêm. Rồi số 12 là drag drop, tức là kéo thả, kéo từ bên trái thả sang bên phải. Được chưa? Đấy, bạn có một cái Azure subscription tên là subscription 1, bạn tạo một cái Azure storage account tên là console storage và sau đó thì bạn tạo ra một cái file share tên là data. Được chưa? Cái file share data ở trên storage account. Đấy, storage account với cái UNC pass, đúng không ạ? Mà mình nên chứa các cái đoạn script refer. Đấy, từ data file share, đúng không ạ? Cái UNC pass nào, đúng không ạ? Mình nên chứa các cái script, đúng không ạ? Mà nó tham chiếu file đến data file share.
để trả lời thì mình sẽ kéo thả phía bên dưới. Đấy, UNC pass đúng không? Cái này keyword luôn. UNC pass, UNC pass. Đấy. Và mình cần phải chỉ định. Ở đây sẽ có thứ nhất là console storage rồi file.co.window.net và data file.co.window.net. Cái này là default rồi, đường dẫn default cho các cái file, đúng không? Dạng file xe rồi data và console storage. Console storage chính là storage account rồi data chính là file xe, storage account, file xe, đồng thời là cái file xe theo đường link, đúng không ạ? Cái này mình sẽ cần phải nhớ là UNC path nhé. UNC path. Và đáp án của mình sẽ bao gồm các cái thành phần bao trùm của storage account, đúng không ạ? Console storage, rồi file, core, window và data. Đấy, cái số 13 này bạn có một cái Azure subscription mà chứa Azure storage account và mình có kế hoạch để copy on-premise virtual machine image. Đấy chưa? Copy image virtual machine lên container tên là VM image. Tên là VM image. Được chưa? Tên là VM image. Thế thì mình cần phải tạo ra một cái container cho cái kế hoạch image này. Được chưa? Tạo container trên cloud đấy. Thế thì câu lệnh nào để mình cho phép mình thực hiện những điều này, tạo container để tiến hành là copy, đúng không ạ? Đấy, có thể thực hiện đến AZ copy để copy dữ liệu từ phía on-premise lên trên cloud, đúng không? Giống như cái phần công câu hỏi phía trước đó rồi. Được chưa? À, câu lệnh của mình cũng là AZ copy này. Thứ nhất là cần phải make để tạo ra container. Được chưa? Make này, HTTP my storage account, loại thực hiện cái là cái loại container này là loại nào, mình sẽ có là blob, DFS, queue, table image hay là file, đúng không ạ? Image này là ảnh chứ không, nó khác với image của VM. Được chưa? Đấy, lưu trữ DFS hay là dạng queue, table. Rõ ràng queue thì không phải rồi, đúng không ạ? Đây không phải là dữ liệu, cái image của VM này nó không phải là dữ liệu về log, đúng không ạ? Về lời nhắn hay là về table thì nó không phải. Image ảnh hoặc là file không phải, nó chỉ có thể là blob thôi. Blob thì nó là một cái tên file dạng chung, đúng không ạ? Dạng file chung. Đấy, nó lưu trữ ở trên cái container này, có thể đấy là một cái file thực thi, có thể đấy là file ISO, có thể đấy là file âm thanh hình ảnh. Được chưa? Nên mình sẽ chọn là AZ make và copy blob. AZ copy make và blob. Được chưa? Keyword của mình chính là VM image. VM image. Được chưa? Rồi, câu số 14 này bạn có một cái Azure File Sync Group. Được chưa? Group và có endpoint sâu như hình phía dưới. Đấy, endpoint 1 thuộc dạng Cloud Endpoint, endpoint 2 là Server Endpoint, endpoint 3 thì cũng là Server Endpoint. Được chưa? Server Endpoint. Đấy, endpoint ở Server và Cloud. Cloud Tie Ring thì nó được bật cho endpoint 3, Server Endpoint. Đấy, bạn add tạo một cái file tên là file 1. Thêm cái file 1 vào trong endpoint 1, được chưa? Và file và file tên là file 2 đến endpoint 2. Đấy. Add thêm một file 1 vào endpoint 1. File 1 vào endpoint 1. File 2 vào endpoint 2, đúng không ạ? Thế thì đối với cái endpoint nào ấy mà file 1, file 2 sẽ đều available trong 24 giờ sau khi được thêm, để chặn sau khi được thêm, tức là sẽ thêm các dữ liệu vào trong các endpoint. Thế thì cái loại endpoint nào nó sẽ loại endpoint nào mà có các cái file 1, file 2 này nó là sẵn sàng để có thể sử dụng đấy, trong vòng 24 giờ sau khi được thêm. Được chưa? Với file 1 thì nó được thêm trong endpoint 1. Được chưa? Cái này nó là sync group nhé. Sync thì nó sẽ là giữa các endpoint thôi. Cloud và các server. Đấy, sync đồng bộ. Thế thì file 1 của mình là ở trong endpoint 1. Endpoint 1 là thuộc về cloud thì nó cũng sẽ được đồng bộ xuống các cái server. Được không ạ? Thì chắc chắn là file 1 nó sẽ có được available, tức là được truy cập, đúng không ạ? Sẵn sàng ở trong endpoint 1, đúng không ạ? File 1 mặc nhiên là ở trong endpoint 1 rồi và được đồng bộ xuống các endpoint 2 và 3. Đúng không ạ?
File 2 thì endpoint 2 thì chắc chắn là sẽ có endpoint 2 rồi. Và đồng thời thì nó cũng sẽ được đồng bộ cloud và sẽ chuyển sang endpoint 3, được chưa? Cho nên đáp án ở đây, câu hỏi keyword của mình sẽ là đây. Có thể endpoint 1, endpoint 2, được chưa? Endpoint 1, endpoint 2 và 24 giờ này. File 1, file 2 available 24 giờ. Cái này chính là keyword. Được chưa? Đáp án của mình sẽ tất cả các loại endpoint. Đấy, cả file 1, cả file 2 vì nó giống nhau. Được chưa? Giờ bạn có một số các cái Azure Virtual Machine trên Virtual Network VNet 1, tức là có một vài các cái máy ảo kết nối vào trong vùng mạng VNet 1. Mình cấu hình Azure Storage Account như trong cái bảng phía dưới này. Đấy, như trong bảng phía dưới này. Đây, Select Network này. VNet 1 này, 10.2.0.0.16. Ở đây sẽ có là 10.2.0.0.24 các cái subnet bên trong. Rồi, drop down sổ xuống để tiến hành là chọn đáp án, đúng không ạ? Đấy. Máy ảo ở cái vùng mạng 10.2.9.0.24. 10.2.9.0.24. Sẽ có network kết nối đến file share ở trong storage account. Ở trong storage account có đúng hay sai, đúng không ạ? Có được hay không? Đấy, vùng mạng 10.2.9.24. 10.2.9.24. Đây, VNet 1, đây là cái chung rồi, đúng không ạ? Không gian chung. Ở đây mình không thấy là có một cái subnet nào, đúng không ạ? Liên quan đến 10.2.9.24. Đấy, chưa được cấu hình, chưa được chỉ định, đúng không ạ? Đấy, cho nên chọn là never này, đúng không? Cũng giống như việc là không được, sai, đúng không ạ? Azure Backup sẽ được phép backup, đúng không ạ? Unmanaged hard disk trên virtual machine ở trong storage account, ở trong storage account. Các cái Azure Backup, đúng không ạ? Cũng sẽ backup được các cái ổ cứng không quản lý, unmanaged hard disk trên virtual machine, đúng không ạ? Ở bên trong một cái storage account. Ở bên trong một cái storage account. Cái này nó cũng sẽ là never, tức là không được, đúng không ạ? Đấy, không được. Đấy, không được này. Như vậy là các cái máy ảo của mình sẽ kết nối vào 10.2.0.0.24. 10.2.0.0.24. VNable. Read này, ở dưới mình có các cái exception này. Cho phép kết nối và storage account thì đều không tích, đúng không ạ? Đều không tích, đều không chọn. Đấy, đều không chọn gì cả. Cho nên là kết nối đến file share hay là kết nối đến Azure Backup thì nó đều là never. Được chưa? Never. Rồi, 16, mình sẽ có một cái sync group tên là sync 1. Có một cái cloud endpoint, đúng không ạ? Cloud endpoint này bao gồm file tên là file1.txt. Đây chính là keyword luôn. File1.txt, đó chính là keyword. Được chưa? On-premise network chứa server, chứa một số các server chạy Windows Server 2016. Và server này được cấu hình theo bảng phía dưới của mình này. Server 1, server 2 sẽ có share, được chưa? Share. Đấy, trong share này sẽ chứa nội dung là file 1, file 2, file 2, file 3. Đấy, mình add cái share 1 như là một cái endpoint cho sync 1. Được chưa? Share 1 là endpoint cho sync 1. Và sau vòng một tiếng sau thì SC2 là endpoint trong sync 1. Và trong mỗi một trạng thái, đúng không ạ, mình sẽ chọn yes state là true. Đấy, yes state là true. Hoặc là chọn no, đúng không ạ, yes no thôi, yes no trong các cái trạng thái phía dưới. Trên cloud endpoint file 1 thì override bởi file 1 của file của xe thì cái này là no. Tức là cái này các bạn hiểu là trên server 1 ấy, tức là trên cloud ấy, trên cloud thì mình có một cái file tên là file 1, được chưa ạ? Trên các server có hai server, server 1, server 2. Server 1, server 2 thì có hai file share, share 1, share 2. Trên share 1 thì chứa các cái file có tên như vậy. Thế bây giờ mình thực hiện là đồng bộ, đúng không ạ? Giữa các endpoint, đồng bộ giữa các endpoint. Thế thì nó hỏi đầu tiên đấy là file 1 sẽ được override, sẽ được ghi đè lên. File 1 của phía cloud sẽ được ghi đè của file 1 bên phía share 1 thì cái này là no. Đấy, cái này nó là no, được chưa? No.
Đấy, cái này chỉ là xe content thôi, đúng không ạ? Xe content thôi, mặc định thì nó sẽ là không override nhá. Giống như việc khi mình copy ấy, đúng không ạ? Khi mình copy ấy, đấy, copy các cái file, các cái dữ liệu trùng nhau, đúng không ạ? Đấy, mặc định nó không phải là ghi đè. Trên server 1, file 1 thì được override, tức là một là file 1 trên cloud override lại file 1 của phía server, hai là file 1 của phía server ấy, override ghi đè lại file 1 của phía cloud. Đúng không ạ? Cả hai đáp án này thì đều không được, đúng không ạ? Nó đều không ghi đè, nó đều không xóa bỏ cái, đều không xóa bỏ một trong hai, đều có giữ lại cả hai cái này, không xóa bỏ cái đó. Không xóa, không ghi đè lên. Đấy, mà file 1 này từ phía xe 1 này nó sẽ được replicate đến xe 2. Đấy, file 1 từ xe 1 sẽ được đồng bộ sang xe 2. Được chưa? Sẽ được đồng bộ sang xe 2. Đấy, cái này thì ok, cái này có thể đồng bộ sang được, đúng không ạ? File 1 từ xe 1 đồng bộ sang xe 2 hoàn toàn ok. Được chưa? Đồng bộ. Thế thì ở đây keyword của mình sẽ có là file 1 này. Đáp án của mình ý, sẽ là không có cái nào là override cả. Không có cái nào override cả. Được chưa? Mà chỉ có F replicate thôi. Keyword gặp override, chọn no. Gặp replicate thì chọn yes. Được chưa? Rồi 17, bạn có một cái Azure subscription chứa một số các cái storage account như trong bảng. Đấy, storage account 1 2 3 4 này. Được chưa? Thuộc loại này, storage V1 V2, được chưa? Blob storage, performance premium là SSD, đúng không ạ? HDD, replication lần lượt có các cái phương án, đúng không ạ? Giống như trong hình, asset type như là nan này, hot này, cool này, được chưa? Mình cần xác định rằng là cái storage account nào có thể được convert, có thể được chuyển đổi thành zone redundant, được chưa? Đang từ những cái như là geo redundant hay local redundant hay read access geo redundant hoặc là local redundant thì cần phải chọn là ZRS zone redundant, cái nào có thể chuyển đổi sang được, đúng không ạ? Đấy, đồng bộ bằng request migrate trong Azure support. Đấy. Thì ở đây nó giống cái câu hỏi phía trước thôi, đúng không ạ? Export nó cũng là export này. Mình sẽ thấy rằng là nếu như là subscription thì sẽ chọn là storage 4, nếu như là ZRL tức là zone redundant thì sẽ chọn là storage 2. Đấy. Có thể được convert thành zone redundant, nó sẽ là storage 2, zone redundant, local redundant, đúng không ạ? Local thì nó chính là ở phần local là bên trong một zone, đúng không ạ? Còn zone redundant tức là giữa các zone với nhau, zone số 1 có sự cố thì zone số 2 hoặc zone số 3 sẽ lên thay. Còn local redundant thì zone số 1 mà có vấn đề thì là nó không có cái nào thay cả, nó chỉ là dự phòng trong một zone thôi. Đấy chưa? Dự phòng trong một zone thôi. Đấy, dự phòng trong một zone thôi. Cái này thì mình sẽ chọn đấy là storage 2. Để chọn storage 2. Storage 2. Đấy, keyword của mình sẽ có đấy là zone redundant storage ZRS. Đấy, storage 2. Bạn có một cái Azure subscription chứa storage account tên là account 1. Storage account 1, được chưa? Mình có kế hoạch để upload đích ổ cứng chứa file của các cái virtual machine lên trên account 1. Đấy, từ on-premise network sử dụng IP public, đấy là 131.107.1.24. Đây là một cái giải public của phía local thôi. Mình sẽ có một cái kế hoạch là sử dụng dict file. Đấy chưa? Dict file ở trên Azure Virtual Machine tên là VM1. VM1 thì sẽ được attach, được gắn cho cái virtual network, gắn vào virtual network, đấy là VNet1. VNet1 sử dụng IP address trong cái khoảng VNet1 sử dụng IP address trong khoảng 192.168.0.0.24. Và cần đảm bảo rằng là cấu hình cho account 1 cần thỏa mãn các yêu cầu sau, đúng không ạ? Đảm bảo rằng có thể upload dict file đến account 1, đảm bảo rằng là có thể gắn thêm ổ cứng cho VM1, được chưa? Đấy, ngăn chặn tất cả các cái truy cập, các cái truy cập khác, đúng không? Các cái truy cập khác và trong account 1. Thế thì mình cần phải thực hiện chọn hai đáp án chính xác, đúng không ạ? Hai đáp án chính xác. Đấy, thì cái này nó liên quan đến kết nối, đúng không ạ? Ở đây sẽ là firewall, liên quan đến kết nối, và ở đây cụ thể sẽ là firewall. Từ firewall virtual machine, đúng không ạ? Đấy, từ firewall virtual machine của account 1 mình cần phải mở root. Rồi từ firewall và virtual network
của Ercao 1 thì mình cần phải add thêm cái giải public, được chưa? Add thêm giải public. Cần phải add thêm giải public. Keyword sẽ là 192.68.001, đúng không ạ? Keyword để upload được. Đây. Đáp án của mình sẽ là các cái select network, select IP. Được chưa? Select IP. Rồi, drag drop này. Có một cái on-premise server tên là server 1 chạy 2016. Đấy, và có một cái subscription tên là Azure File Sync. Mình sẽ deploy một cái Azure File Sync Storage, đúng không ạ? Sync Service, đồng bộ Storage. Và bạn cần tạo ra Sync Group, đúng không ạ? Mình thấy thì bạn cần phải đồng bộ file từ phía server 1 lên trên Azure. Ba hành động mình cần làm là gì? Để đồng bộ file từ Azure, từ server lên trên Azure. Thì nó giống như, tức là các hành động nó vẫn là như vậy thôi, giống như lúc đầu tiên mình có thôi. Đồng bộ, đúng không ạ? Để đăng ký tài khoản này, đăng ký lên trên cloud này, cài đặt agent này, sau đó tạo job thôi. Giống một câu hỏi trước đó rồi, đúng không ạ? Thì ở đây nó mình chỉ cần là chọn ba hành động thôi. Đấy. Cài đặt hoặc là đăng ký server 1. Đăng ký server 1, cài đặt Azure File Sync agent, cài đặt một cái phần mềm để có thể thực hiện hoặc là chỉ định cái tác vụ đồng bộ này, đúng không ạ? Đấy, thứ ba nữa là thêm các endpoint server, đúng không ạ? Vì đây mình có group rồi, sync group có endpoint. Đấy, keyword của mình sẽ là server 1 to Azure, server 1 to Azure. À, thế câu này có cần phải đòi hỏi theo thứ tự này không ạ? Có theo thứ tự đấy ạ. Câu này có theo thứ tự, câu này hơi khác với câu phía trước một chút. Câu phía trước một chút thì nó không cần đến endpoint. Mà câu phía trước nó là đồng bộ thẳng lên, giống như copy thẳng lên trên cao. Cái này là nó có sync group. Có group nên nó cần phải có endpoint. Cần theo cho đúng theo thứ tự như vậy. Register server install version on server 1. Tự này là chuẩn ạ. Khi mà triển khai nó sẽ ra một cái trang. Thật ra là ở đây mình viết thế này thôi, nhưng mà khi mình thực hiện ấy, thì tất cả các bước này nó đã có chỉ định luôn ở trên cloud rồi. Ví dụ như các bạn đăng nhập vào portal ấy, khi mình triển khai đồng bộ ấy, thì nó sẽ ra việc thứ nhất mình cần làm này. Đấy là download phần mềm sau, có link luôn. Download xong, đúng không ạ, cài đặt lên. Bước thứ hai, re-git server. Bằng cách là có key ở đây rồi. Đấy, bằng cách có một cái chuỗi, copy cái chuỗi này và paste vào trong cái server agent, cái phần mềm agent để cài đặt ấy, là quá trình cài đặt hoàn tất. Sau đó là mình cần phải có một cái server endpoint, hay là tạo ra cấu hình một cái group ấy, đúng không ạ, tạo ra endpoint để tiến hành đồng bộ giữa các endpoint. Được chưa? Cái câu drag drop này là có phải theo thứ tự. Keyword của mình ở đây là server 1 to Azure, đúng không ạ? Thứ tự của mình sẽ là cài đặt này, sau đó đăng ký này và add vào trong server endpoint. Câu số 20. Đấy, mình có một cái plane để tạo ra Azure Storage Account. Để tạo ra Storage Account ở region là Earth US2. Và bạn cần phải tạo ra Storage Account theo các cái quy định sau. Thứ nhất là Replicate Synchronous. Và phải có đồng bộ này. Rồi Remain Available, đúng không ạ? Nếu như mà Single Data Center trong một region fail. Trong region fail thì dữ liệu vẫn được bảo toàn trong một region. Thế thì mình cần cấu hình cái storage account này như thế nào, đúng không ạ? Như thế nào? Đấy, cũng là sổ xuống thôi. Để replication thì nó sẽ thuộc loại nào, đúng không ạ? Đây, replication synchronous. Replication synchronous. Cái này nó sẽ là zone redundant ZRS, đúng không ạ? Và account type nó sẽ là storage V2. Thứ nhất là để đồng bộ, đúng không ạ? Đây. Đấy, có thực hiện được đồng bộ sẽ cần đấy chính là zone redundant, đúng không ạ? Đấy, tiếp theo loại nó sẽ là storage V2.
Storage V2 và Zone Redundant. Rồi câu số 21 này, để mình có kế hoạch để import export service, đúng không ạ, để copy file đến storage account. Thế thì hai file mình cần tạo trước khi, đúng không ạ, trước khi mà chuẩn bị các cái drive, các cái ổ cứng để import job vào là gì, được chưa? Cái multi-choice này nó không có thứ tự, còn drag drop có thứ tự này, được chưa? Kéo thả là có thứ tự đấy. Đấy. Ở đây thì cần phải có hai file, đúng không ạ, trước khi mà mình có các drive để import job. Thứ nhất là datasheet CSV file. Đấy, tức là một cái CSV, đúng không ạ, chứa cái datasheet của CSV này. Thứ hai là drive set CSV. Drive set CSV. Đúng không ạ? Đấy. Drive set CSV. Cái này thì mình nhớ thôi. Đấy, cái này thì mình nhớ thôi. Keyword của nó sẽ là to create, được chưa? Hai file cần được tạo. Đấy, tạo datasheet CSV và drive set CSV. Đấy. Giống như là cái cấu hình cho ổ cứng thôi, cấu hình cho các drive thôi. Được chưa? Thì nó cần những cái gì? Đấy. Số 22 là bạn có một cái recovery service vault. Đấy, một cái đối với cloud ấy thì các bạn cứ nhớ rằng là các dịch vụ nói chung thì nó sẽ cần có một cái để chứa. Dù như tất cả tài nguyên đều chứa trong RG, tất cả tài nguyên đều chứa trong Resource Group. Thế thì những cái job, những cái tài nguyên, những cái service liên quan đến, ví dụ liên quan đến mạng chẳng hạn, thì nó sẽ nằm trong VNet, Virtual Network. Những thứ liên quan đến storage thì nó cần phải được chứa trong storage account, đúng không ạ? Những cái liên quan đến backup hay là recovery thì nó sẽ nằm trong Recovery Service Vault, được chưa? Recovery Service Vault để test backup, content, đúng không ạ, còn tên giữa hai máy ảo, thì mình cần thực hiện delete recovery service vault. Đấy. Thì cái hành động đầu tiên mình cần làm là gì? Để test backup còn tên to protect virtual machine, đúng không ạ? Mình cần phải xóa cái recovery service vault này đi, xóa cái service vault này đi để tiến hành là giữa hai máy ảo này. Mình có thể là có, tức là để test ấy, đúng không ạ, để xóa được ấy. Đây này, mình hiển quan tâm này, bây giờ bạn cần phải xóa bỏ cái recovery service vault thì bạn là cần làm gì đầu tiên, đúng không ạ? Cái này thì trong buổi trước mình có nhắc rồi, đúng không ạ? Trong cái recovery service vault này, cái quan trọng nhất của nó chính là các cái job backup, Đấy, thế thì để mà xóa được nó đi thì các job backup này cần phải stop đi, hoặc là xóa đi, xóa bỏ các cái job backup đi, được chưa? Nó không quan trọng là data, không quan trọng dữ liệu, mà các cái job ấy, nó là các cái lịch, đúng không ạ? Các lịch ví dụ như là hàng ngày sẽ làm, sẽ backup server này, hàng ngày sẽ backup server kia, đúng không ạ? Thì để xóa được cái recovery service vault thì cần phải xóa các cái job backup đi, được chưa? Đấy, thế thì ở đây này, mình cần xóa nhé. Đầu tiên này, recovery service vault, delete backup data thì không phải, đúng không ạ? Dữ liệu có thể có hoặc không, nhưng mà cái job đó nó mới quan trọng. Nếu như job đấy nó vẫn chạy thì mình sẽ không xóa được recovery service. Mọi thứ liên quan, cấu hình liên quan đến backup và recovery thì nó đều nằm trong recovery service vault. Đấy, modify destructor, cái không phải, đúng không ạ? Modify lock, kể cả là mở khóa cho các cái máy ảo, tức là không đặt policy về lock thì nó cũng không thể xóa được service vault, được chưa? Từ recovery service vault, stop backup trên các cái backup item chính là cái này, được chưa? Để xóa được recovery thì phải stop các job backup đi, được chưa? Đấy là cái mình sẽ nhớ. Rồi câu 23, bạn có một cái Azure subscription tên là subscription 1, chứa tài nguyên được sâu trong bảng, được chưa? RG1, RG2, Vol 1, Vol 2, Recovery Service ấy, được chưa? Lần lượt theo trong bảng này. Trong storage 1, đúng không ạ, tạo ra một cái block container tên là block 1. Trong storage 1, đây, storage 1 là storage account nằm trong RG1. Tạo ra một cái blob và một cái file share. Blob 1 và share 1, ok. Đấy, cái tài nguyên nào có thể backup đến vol 1 và vol 2, được chưa? Thế thì trong các cái dữ liệu này thì tài nguyên nào có thể được backup đến vol 1 và vol 2? Đấy, vol 1 và vol 2. Vol 1 và vol 2. Đấy, có thể backup, vol 1 có thể backup cho cái nào? Đây, mình nhìn vol 1 này. Nó nằm về Central OS, nó nằm RG1,
RG1 thì chỉ có VM1 này, Virtual Machine Central US, RG1 Central US, Central US, đúng không ạ? Central US. Đấy, như vậy là Vol 1 thì nó chỉ backup được cho VM1 thôi. Chỉ backup được cho VM1 thôi trong cái Central OS này. Được chưa? Chỉ backup được cho VM1. Vol 2 có thể backup được cho cái nào? Đúng không ạ? Vol 2 là wet OS. Wet OS thì ở đây nó chỉ có đấy là storage mode. Storage mode thì nó là storage account mà không ai backup storage account cả, tức là nó là cái bên ngoài thôi, chứa thôi. Cụ thể là storage account thì nó có là blob, có cả file share, đúng không ạ? Thì nó là được backup cái nào trong này thì cụ thể nó chính là share một thôi, tức là file share thôi. Để chưa, blob thì nó không backup. Đấy, blob một thì không backup được. Để chưa, như vậy thì cái keyword trong cái này của mình ấy sẽ có đấy là blob một và file share share một, tức là blob một và share một, đây là keyword này, blob một và share một. Được chưa? Đáp án là Vol 1 thì chỉ backup được cho VM1 Central OS. Vol 2 thì chỉ backup được cho Storage 1. Trong Storage 1 thì chính là File 1, Share 1. Được chưa? Share 1. Câu số 24 này. Bạn có một cái Azure Subscription tên là Subscription 1. Subscription 1. Đấy, và mình có 5T dữ liệu cần phải được transfer, cần phải được chuyển lên trên Subscription 1. Đúng không ạ? Thì mình có một cái kế hoạch là sử dụng Azure Import và Export Job, đúng không ạ? Thế thì mình cần phải làm gì đối với cái destination của Import Data? Được chưa? Của Import Data. Destination chính là cái phần cloud ấy, đúng không ạ? Trên cloud mình cần làm gì? Đấy, mình cần làm gì? Đấy, có thể, đúng không? Có thể sử dụng destination. Mình có thể sử dụng destination, tức là có 5T từ phía có 5T cần phải được transfer cho subscription 1. Thế thì trong subscription 1 này, cái loại dữ liệu nào mình có thể được sử dụng để chứa các data được transfer đến, đúng không ạ? Thế thì thứ nhất mình có thể dùng đấy là Virtual Machine thì không được này. Dùng DB Database, Cosmos thì không phải rồi, bởi vì các dữ liệu này thì nó cũng không hẳn là database, đúng không ạ? Có thể không chứa database cho nên là mình dùng database là sai. Rồi sử dụng Azure File Storage. File Storage, đúng không? Để chứa các dữ liệu, chứa các file, hoàn toàn ok. Rồi Azure File Sync Storage, cái này thì nó không được rồi, đúng không ạ? Vì cần phải có rất là nhiều thứ, đấy, như là endpoint này, đấy, đúng không ạ? Và như vậy là nó sẽ không chứa được dữ liệu mà mình gửi lên thông qua import, export. Ở đây nó chỉ có đấy là Azure File Storage thôi. File Storage thôi. Keyword của mình sẽ là 5T. Đấy, câu hỏi nào hỏi 5T thì sẽ là Azure File Storage. Rồi tiếp theo này, mình có Azure Subscription, mình tạo ra Azure Storage Account như trong cái bảng phía dưới này. Storage Account tên là Storage 16852, đúng không ạ? Đấy, Account khai là V2 và thuộc kiểu Local Redundant, tức là được dự phòng bên trong một zone. Bên trong một zone, đúng không ạ? NFS V3. Đấy, triển khai dạng NFS V3 là disable, đúng không? Disable kiểu sẽ là hot standard, tức là HDD. Rồi mình sẽ trả lời các hỏi này. Minimum number of copy ở storage account UUI. Được chưa? Đối với các dữ liệu thuộc storage account này thì ít nhất các bản copy của data sẽ là bao nhiêu bản, đúng không ạ? Ít nhất các bản copy sẽ là Local Redundant Storage. Local nó là trong một cái data center, đúng không ạ? Zone mới là bên trong một zone. Đây là local, tức là zone này bị sự cố thì có các zone khác lên thay. Cho nên các cái bản dữ liệu được có ấy, của data nó sẽ là 3 bản, đúng không ạ? 3 bản. Bản thứ nhất là bản copy dự phòng bên trong một zone. Bản thứ hai là bản dự phòng ở những cái zone khác, ở hai zone còn lại, đấy, đúng không ạ? Là bản 3, 2 và 3. Để khi nếu như mà có sự cố xảy ra bên trong một zone thì vẫn có dữ liệu ở bên chính trong zone đó, nó sẽ được xử lý sự cố, đúng không ạ? Có thể backup lại, có thể lấy lại được dữ liệu. Thế thì khi mà có sự cố xảy ra với toàn bộ cả một zone thì mình vẫn còn hai zone nữa để tiến hành là dự phòng cho dữ liệu,
đúng không ạ? Cho nên đây sẽ là 3. Rồi, để giảm thiểu được chi phí, giảm thiểu chi phí truy cập lên dữ liệu lên trên storage thì mình có thể modify. Giảm thiểu chi phí ở đây mình chọn là host, đúng không ạ? Tức là cái nó tính chi phí dựa vào tần số truy cập, đúng không ạ? Tần suất truy cập nhiều hay ít. Đấy, để có thể giảm được chi phí, đúng không? Dựa vào các cái infrequency, tức là nó dựa vào cái lượt truy cập ấy, thì mình cần thay đổi ở đâu? Thì đây, nó chính là cái host này, chính là access time này, đúng không? Access time. Đấy, chính là access time. Thế thì câu này mình có thể nhớ cái keyword nhé. Keyword là trong cái bảng này. Một là mình nhớ theo bảng, đấy, theo hình. Đấy, một là nhớ theo hình. Theo hình, đấy chưa? Tiếp theo nữa là cái đáp án của mình sẽ là số bản copy, thì là sẽ là 3. Và để giảm chi phí thì mình sẽ là access time. Giờ có một cái Azure Storage Account tên là Storage 1 này. Đấy, có kế hoạch sử dụng phần mềm, sử dụng tool AZ Copy để copy data đến Storage 1. Được chưa? Cần phải xác minh, cần phải xác định Storage Service ở trong Storage 1 mà mình có thể copy dữ liệu được. Thế thì cái identity này là gì? Tức là cái loại Storage ấy, cần phải xác minh này, cần phải xác định Storage Service trong Storage 1. Tức là trong cái Storage Account có rất là nhiều Service, đúng không ạ? Thì Service nào có thể để copy dữ liệu, được chưa? Có thể dùng để copy dữ liệu. Mình có là blob file table queue. Table queue này thì không phải, được chưa? Đấy, blob file only. Đấy, cái này thì đúng rồi này. File table không phải này, cứ table không phải. File only thì không đúng, đúng không ạ? Còn blob nữa. Đấy, blob có thể copy được. Được chưa? Cái này nó sẽ là blob and file only. Đấy. Keyword của mình sẽ là AZ copy data đến storage 1, được chưa? Thì đáp án nó sẽ là blob và file. Blob và file only. Đấy, mà có một cái Azure Storage Account tên là Storage 1, đúng không ạ? Nó sẽ có là nó sẽ sử dụng Azure Blob Storage và Azure File Storage, được chưa? Đấy, Storage Account, đúng không? Cái topic 2 này thì nó hầu như là liên quan đến storage là chính, đúng không ạ? Mình cần sử dụng AZ copy để copy data đến Blob Storage và File Storage ở trong Storage 1, được chưa? Mình cần phải sử dụng AZ copy, đúng không? Thế thì phương thức xác thực nào nên được sử dụng cho mỗi một loại, cho mỗi loại storage, đúng không ạ? Blob storage thì nên sử dụng. Đấy, cái này mình có thể nhớ này. Keyword của nó sẽ là Azure file storage u Azure blob. Được chưa? Azure file storage và authentication. Authentication này. Đấy, authentication với blob storage, với blob nhé, dạng blob thì nó nên sử dụng đấy là Azure AD, đúng không ạ? Sử dụng Azure AD, tức là các user nằm trong quản lý bởi Azure AD và SAS, đúng không ạ? Share Asset Signature. Đấy, sẽ được phép là chỉ định có được xác thực, có được phân quyền, đúng không ạ? Được làm gì trên cái blob storage. Đối với file storage thì nên sử dụng đấy là SAS thôi. Share Asset Signature, đúng không ạ? File storage, đối với file storage. Rồi, số 28 này, mình có một cái Azure subscription mà chứa Azure Storage Account. Trong subscription thì nó có Storage Account, đúng không ạ? Mình có kế hoạch để tạo ra container. Container tên là container 1. Nó sẽ sử dụng một cái Docker image tên là image 1. Image 1 contain Microsoft SQL Server. SQL Server. Đấy, nó yêu cầu rằng là persistent storage, nó yêu cầu phải có một cái persistent storage. Bạn cần phải cấu hình storage service for client 1, tức là cấu hình cái loại nào ấy là dạng persistent này. Thì mình nên cấu hình loại nào, đúng không ạ? Persistent thì cái này nó liên quan đến phần Docker image, tức là khi mình chạy một cái container ấy thì bằng công cụ Docker, đúng không ạ? Chạy một cái container ở trên cloud ấy, thì lúc này các cái thành phần lưu trữ của container nó gọi là tạm thời. Đấy, nó gọi là tạm thời hay là non-persistent. Non-persistent tức là khi mà mình xóa vào container ấy thì các dữ liệu trong đó nó sẽ mất hết. Đấy, và như vậy nó rất là nguy hiểm, đúng không ạ? Người ta mong muốn rằng là khi chạy các container, dù rằng là mình có xóa vào đi thì các dữ liệu trong đó thì vẫn được giữ lại, đúng không ạ? Giống như việc là khi mình có các cái máy ảo của các server ấy, có các server
thì dữ liệu trong đó mình cũng được khuyến cáo là nên giữ lại, đúng không ạ? Hay là nó gọi là persistent, lưu trữ dài hạn, lâu dài, đúng không ạ? Kể cả trong trường hợp là mình có xóa một cái mail này đi, cài lại Windows chẳng hạn, cài lại hệ điều hành chẳng hạn, thì vẫn đảm bảo rằng là có thể lấy lại được các dữ liệu đã có trước đấy, đúng không ạ? Đấy, thì cái này nó gọi là persistent storage. Thế thì mình cần phải cấu hình storage dạng nào? Ở đây nó có các dạng như là file này, blob, queue và table. Queue table chắc chắn không phải rồi. Queue table không phải. Blob thì cũng không phải. Đấy chưa? Đấy, blob không phải. Dành cho persistent storage thì nó chỉ là Azure file thôi. Được chưa? Để cấu hình được persistent thì nó sẽ chỉ là Azure file. Thế thì cái keyword của mình ở đây nó sẽ là persistent storage này. Persistent storage, đúng không? Lưu trữ lâu dài. Dù có xóa vào các container thì dữ liệu của mình vẫn còn, bởi vì dữ liệu sẽ được lưu trữ ở một thành phần khác, không phải container nữa. Được chưa? Và để làm được cái này thì nó chỉ có là Azure file thôi. Rồi, tiếp theo mình sẽ có một cái app tên là app 1, chạy trên hai virtual machine VM1, VM2, và mình có kế hoạch triển khai Azure Overity Set cho app 1, đúng không ạ? Tức là đảm bảo HA thì sẵn sàng. Giải pháp cần đảm bảo rằng app 1 ấy sẽ available trong suốt quá trình cần phải bảo trì bảo dưỡng thành phần phần cứng của hot VM1 và VM2. Đấy chưa? VM1 và VM2. Đấy, lần lượt là nó sẽ tiến hành bảo trì, nâng cấp hot này là hot chứa VM1 và VM2. Đấy chưa? Đấy, hardware hosting VM1, VM2. Cái này chính là keyword. Thì mình cần làm gì trong cái available set? Thứ nhất là one update domain, two phone domain, one phone domain, đúng không ạ? Ở đây mình sẽ cần đấy chính là two update domain, được chưa? Update trong domain đấy, thì nó mới đảm bảo rằng là mình có maintain, mình có bảo trì bảo dưỡng dành cho các cái thành phần phần cứng ấy, thì các cái VM nó vẫn có thể được sử dụng, đúng không ạ? Có thể đồng bộ, có thể di chuyển sang hot khác, và khi bảo trì bảo dưỡng xong mình sẽ tiến hành là di chuyển ngược trở lại, đúng không ạ? Đúng không ạ? To update domain. Rồi tiếp theo là có một cái subscription tên là subscription 1 này, cũng có 5T này, đúng không? Cần phải transfer subscription 1. Cái này thì là câu hỏi trùng rồi, đúng không? Trước đó đã có rồi. Keyword là 5T và kiểu của mình sẽ là blob storage, đúng không? Để nhận dữ liệu chuyển đến cho subscription 1, thì bên trong subscription 1 mình có thể tạo ra blob storage và nhận 5T này. Được chưa? Rồi tiếp theo là câu hỏi drag drop. Đấy, và có một cái Azure subscription chứa Azure file share, có on premise server tên là server 1, chạy trên 2016. Đấy, mình có kế hoạch là setup Azure file sync giữa server 1 và Azure file share, tức là có kế hoạch setup để đồng bộ từ phía 2016, đúng không ạ, lên trên file share. Thế thì mình cần phải chuẩn bị subscription cho cái kế hoạch này, đúng không ạ? Thế thì hai hành động cần làm bên trong cái Azure subscription này là gì? Đấy, hai hành động cần làm cho subscription này là gì? Thế thì keyword ở đây của mình đấy chính là đây này. Prepare subscription plane. Đây này. Nó chính là setup Azure file sync giữa server 1 và Azure file share. Chính là cái này. Đấy, setup Azure file sync giữa server 1 và file share, tức là cho phép đồng bộ từ phía on-premise với cả phía cloud, đúng không ạ? Đấy, hành động của mình ở đây là yêu cầu mình là hai hành động, chỉ chọn hai đáp án thôi. Thứ nhất là ở đây có tạo sync group rồi run server registration, tạo storage sync service install agent, đúng không ạ? Đấy, tạo ra storage sync service. Cài agent thì là chắc chắn rồi, đúng không ạ? Phải cài agent ở phía server 2016. Đấy, cài agent thì cái bước mà đăng ký nó có thể hiểu là một cái bước ở trong agent, cho nên cái này được ưu tiên hơn, đúng không ạ? Phải cài được agent, không cài cái này thì là cũng không có registration hay là các bước khác nữa, đúng không ạ? Cái này ưu tiên hơn này. Sẽ cần phải có đáp án đấy là install agent. Mà để cài được agent thì trước đó mình cần phải có một cái storage sync service. Đấy, được chưa? Như vậy là sẽ cần phải tạo ra storage sync service, sau đó là download agent và cài trên 2016. Được chưa? Đấy, đây là câu 31. Keyword của mình sẽ là đồng bộ giữa server 1 và file share. Điều cần làm đấy là tạo ra sync service trước,
sau đó là download cài đặt Agent này, đúng không ạ? Sau khi cài đặt xong thì mình còn cần phải có thể sẽ là registration, không phải run server registration, mà regit ở trên cloud, đúng không ạ? Đấy, sau đó cấu hình job nữa. Đây là các bước sau, nó giống một vài câu phía trước đấy rồi. Được chưa? Rồi, 32, bạn có một cái Azure subscription chứa file xe như ở trong bảng xe 1, xe 2, xe 3 ở web, ở Earth, web. Đấy, mình có một cái on-premise file xe như trong bảng này, data 1, data 2, data 3. 3 server đấy, đúng không ạ? Server 1, 2, 3. Đường dẫn sẽ là ổ D, ổ E, folder 1, folder 2. Đấy, bạn cần tạo ra một cái Azure file sync group tên là sync 1. Được chưa? Thực hiện các hành động sau: add xe 1 như là cloud endpoint, add data 1 như là endpoint, server endpoint, đúng không ạ? Đăng ký server 1 và server 2 để vào sync 1 để thực hiện. Đấy, thông qua hai cái endpoint. Thế thì mình cần trả lời các hành động phía dưới, đúng không ạ? Đây, keyword của nó sẽ là keyword của nó, mình có thể nhìn vào xe 1, xe 2, xe 3, đúng không ạ? Trong hình xuất hiện xe 1, xe 2, xe 3. Đấy, wet, wet, earth. Rồi, bạn có thể add xe 3 như là additional cloud cho sync 1. Cloud endpoint là xe 1. Được chưa? Xe 1 là cloud endpoint, cho nên xe 2 thì không được này. Đúng không ạ? Xe 2 thì không được này. Cùng một reason, đúng không? Xe 3 không được này. Xe 3 không được, đúng không ạ? Xe 3. Đây là xe 1. Đây, xe 1 là cloud endpoint. Xe 1 là cloud endpoint thì là no, đúng không ạ? Không được. Xe 2 là data 2 là server endpoint. Data 2 là server endpoint. Đấy, đang là data 1 thì bây giờ chuyển sang data 2, ok. Đúng không ạ? Thêm một cái server endpoint nữa, đúng không? Theo đường dẫn khác, theo một server khác, ok. Đấy, add data 3 như là server endpoint thì không được. Data 3 lúc này thì nó sẽ là e folder 2. Data 3 cho sync 1, đúng không ạ? Additional cho sync 1. Xe 2, data 1, data 2. Data 1 là sync, đúng không ạ? Đấy, như vậy câu này thì mình sẽ có các cái keyword sẽ là data 1 này. Cái nó khá giống một câu trước đó, đúng không ạ? Khá giống câu trước đó. Để thì các bạn có thể xem cái keyword ở đây nó sẽ là sync 1, đúng không? Đây chính là keyword. Đồng thời đáp án nó sẽ là no, yes, no. Mình có thể nhớ luôn. Được chưa? Đối với các câu này thì thứ tự thường nó sẽ không thay đổi, thứ tự sẽ là như này. Trong quá trình các bạn làm thi, nếu như trùng cái câu trong đăm như này, cái câu dạng trả lời hotspot ấy, đúng không ạ? Câu dạng earlier, answer earlier này, hotspot. Đấy, thì thứ tự nó sẽ giống nhau. Đấy, thì mình có thể nhìn thấy là sync 1. Thì đây chính là keyword này. Đáp án sẽ là no, yes, no. Được chưa? Xe 3 là no, hoặc là data 2 là yes, data 3 sẽ là no. Được chưa? Đấy, câu số 33 là các bạn có một cái subscription tên là subscription 1 chứa tài nguyên như ở trong bảng của mình này. RG1 này, RG2, Vault 1, Storage 123, đúng không ạ? Analytics 123. Đấy, mình có kế hoạch để cấu hình Azure Backup Report cho cái Vault 1. Cấu hình report. Rồi bạn có cấu hình Diagnostic Setting cho Azure Backup Report Log. Backup Report Log, đúng không ạ? Thế thì cái Storage Account và cái Log Analytics Workspace nào mình có thể sử dụng cho Azure Backup Report của cái Vault 1, được chưa? Của cái Vault 1. Đấy, thì mình cần phải chọn hai thứ. Thứ nhất là Storage Account nào để có thể sử dụng để Azure Backup Report.
storage account đúng không ạ? Storage account thì thoải mái đúng không? Có loại nào cũng sẽ đấy, tất cả này nó đều như nhau thôi. Về vai trò, về cách thức hoạt động nó là như nhau, cho nên là ví dụ như storage một ấy mà có thể backup, à, có thể report được. Có thể report được. Đúng không ạ? Có thể report được, sử dụng cho cái việc là Azure backup report cho vol 1, report cho vol 1. Đấy, storage 1 được thì 2 3 cũng chắc chắn được. Cho nên với câu storage account ấy thì mình sẽ chọn đấy là cả 3 đúng không ạ? Rồi log analytic workspace. Log analytic workspace. Được chưa? Thế thì 1 2 3 nó thuộc về region 1 2 West Europe, Earth West US hay là Earth US. Đúng không ạ? Analytic 1 2 3 Analytic 123 Look Analytic Workspace mình có thể sử dụng được. Ở đây nó sẽ có RG1, RG2, RG1 West Europe cho Vol 1. Vol 1, Vol 1 là West Europe. Vol 1 là West Europe. Cho nên ở đây ý, đối với Look mình chỉ có thể chọn được cái West Europe này thôi, phải chưa? Tây Âu này thôi. Cho nên chỉ chọn được là Analytic 3 thôi. Đấy, Analytic 3 thôi. Được chưa? Report thì có thể là chứa đúng không ạ? Để thực hiện đối với 123 storage. Đấy, cái nào cũng được. Nhưng đối với log analytics thì nó phải cùng với cái vol 1. Đó là West Europe. Keyword ở đây của mình ấy sẽ là đây, cấu hình này, analytics setting cho Azure backup report log. Đấy chính là cái Azure backup report log này. Được chưa? Storage account thì toàn bộ đối với log analytics thì chỉ có số 3 thôi, cùng region thôi, đúng không ạ? Rồi, câu số 34 cũng thuộc dạng hotspot này. Hotspot tức là dạng get no giống như phía trên. Được chưa? Get no đây. Statement. Đấy, mình có một cái Azure subscription chứa storage account như trong bảng. Đấy, subscription chứa các storage account. Đây, storage V2 storage này. Blob storage, file storage, được chưa? Thì mình có thể tạo ra premium file share ở trong cái loại nào? Premium file share ở trong loại nào trong bốn loại này, đúng không ạ? Đấy. Thì nó chỉ có thể là tạo ra premium đối với file storage thôi. Được chưa? File storage. Thì mình có thể tạo ra active access tier. Active access archive access tier. Tức là về mặt lưu trữ lâu dài, đúng không ạ? Mà có cái lượt truy xuất, tần số truy xuất nó không cao. Thì cái này nó sẽ là control show, đúng không ạ? 1, 2, 3. Đấy, tức là nó sẽ thuộc về dạng storage V2, storage hoặc là blob storage. Đấy, chứ không phải là file storage nữa. File thì nó sẽ là premium rồi. Premium tức là HDD, SSD rồi. Đấy chưa? Còn tier thì có thể được cấu hình. Chỉ được cấu hình đối với 1, 2, 3 thôi. Đấy chưa? V2 storage hoặc là blob storage thôi. Rồi, 35 này. Mình có một cái Azure subscription tên là subscription 1. Subscription 1. Trong subscription 1 mình tạo ra Azure file share tên là share 1. Được chưa? Mình tạo ra một cái SIS tên là SIS 1. Được sâu trong hình này. SIS 1. Đây, cho phép file, cho phép các cái đối tượng thuộc về service container hoặc là object. Permission của mình có đấy là read write. Rồi sâu nội dung bên trong nữa. Start, đúng không ạ? Đấy, allow IP tức là chỉ cho phép các địa chỉ IP 19377134 từ 10 cho đến 50. Đấy, chỉ cho phép chạy truy cập bằng HTTPS và gắn cho một cái link, à cho một cái key, là key 1. Đấy, key này có thể sinh ra. Thế thì mình có thể chọn các đáp án này. Keyword ở đây nó sẽ là SIS1 và xe 1. Đấy, hoặc là sẽ là trong các cái bảng IP mình cần nhịp, đúng không ạ? Đấy, nếu như trong cái mùng 2 tháng 9 năm 2018, đúng không ạ? Cái này nó chạy là từ mùng 1 tháng 9 cho đến 14 tháng 9 2018 cho đến mùng 2 thì vẫn nằm trong khoảng này. Mình chặn Microsoft Azure Storage Explorer trên một cái máy tính có IP là 19377134 1 và sử dụng cái key, sử dụng cái SIS này và cái key này để connect đến storage account thì sẽ connect được hay không. Đấy, thì ở đây nó sẽ là no access bởi vì
Bởi vì allow là nằm trong khoảng từ 10 đến 50. Cho nên là 134.1 này nằm khoảng ngoài khoảng allow, ngoài khoảng cho phép. Cho nên là nó sẽ không thể kết nối được, đúng không ạ? Đấy, nếu như vào ngày 10 tháng 9 2018 tức là vẫn nằm trong cái khoảng ngày cho phép, đúng không ạ? Đấy, mình chạy chạy câu lệnh trên một thiết bị có IP là 134.50 sử dụng cái SAS 1 phía trên ấy, đúng không ạ? Như là password để kết nối thì mình sẽ tiến hành đây này, nó sẽ có cái SAS key 1 ở đây, nó sử dụng password để kết nối. Thế thì nó sẽ nhận được cái gì? Mình sẽ thứ nhất là mình phải điền password ấy, điền password cho việc xác thực ấy, no access, hay là sẽ được đọc ghi luôn, đúng không ạ? Hay là chỉ đọc ghi thôi. Thì hai đáp án phía dưới chắc chắn là mình có thể loại rồi, đúng không ạ? Đấy, read only, read write, read. Cái này thì mình cần cái này là IP là nằm trong khoảng rồi, đúng không ạ? Nằm trong khoảng rồi, hợp lệ rồi thì nó sẽ được chấp nhận cái kết nối thôi. Chấp nhận kết nối thì nó sẽ yêu cầu là cần là phải có xác thực. Lúc này mình sẽ cần phải có key. Đây chính là key 1 này. Được chưa? Đấy, mình sẽ dùng key để xác thực. Sau khi xác thực được đúng rồi thì mới tiến hành là sẽ được phép read, write và lead. Đấy. Thế nên cái đáp án số 3 ấy, thì nó đúng nhưng mà nó phải sau bước xác thực. Đúng không? Cho nên lúc này mình cần phải thực hiện xác thực trước đã. Được chưa? Rồi 36 này. Có hai cái Azure Virtual Machine, hai VM tên là VM1, VM2. Mình sẽ thực hiện là Recovery Service Vault tên là Vault 1 và Vault 2, đúng không ạ? 2 Vault. VM2 là backup đến Vault 1, đúng không ạ? Mình cần phải backup VM2 sang RSV2, tức là Recovery Service Vault 2. Thế mình cần phải làm gì đầu tiên? V1, V2, đúng không ạ? Tức là có hai cái VM này, V1, V2 này, có hai recovery service vault này, vault 1, vault 2 này. Thế thì cả V1, VM1, cả VM2 thì nó đều đang thực hiện backup ở trên recovery service vault 1. Thực hiện backup, đúng không ạ? Theo lịch, rồi lưu trữ ở đâu thì đều do cái vault 1 quản lý. Bây giờ mình cần phải backup, cần phải quản lý cái VM2, quản lý việc backup ấy, cho VM2 nằm ở trên RSV2. Thì lúc này là mình cần phải làm điều đầu tiên, đấy chính là stop cái job backup của VM2 trên RSV1 đi, trên cái recovery service vault 1 đi. Thì sau đó mình mới cấu hình và chuyển cho nó từ VM, chuyển cho cái VM2 này sang recovery service vault 2 quản lý. Được chưa? Cho nên điều đầu tiên là mình cần phải stop job backup trên recovery service vault 1. Được chưa? Keyword ở đây mình sẽ có đấy chính là RG1, RV1, RV2, VM2, backup to RSV1. Được chưa? Đấy. VM2 to RSV2. Mình chỉ nhớ này, VM2 backup RS1, VM2 to RSV2. Đấy. Đáp án sẽ cần phải là stop, đúng không ạ? Stop cái backup trên RSV1. Đấy. Câu số 37, đúng không ạ? Bạn có một cái general purpose V1 thuộc dạng V1 storage account, tên là storage account 1, đúng không ạ? Sử dụng kiểu dự phòng, đấy là local redundant. Thì mình cần đảm bảo rằng dữ liệu thuộc về storage account ấy, thì sẽ được bảo vệ nếu như zone fail. Được chưa? Nếu như zone fail, đấy, một cái zone nó bị fail thôi. Thế thì cái giải pháp mình cần đưa ra để giải pháp mà tốn ít chi phí nhất và ít cái quyền hạn nhất, đúng không? Ít cái sự ảnh hưởng của administrative nhất thì là cái loại nào, đúng không ạ? Phương án là gì? Đấy, thứ nhất mình có thể là upgrade, tạo ra mới một cái storage account. Tạo ra mới storage account đi đây. Cái này không phải rồi, đúng không ạ? Đấy, mình cần đảm bảo rằng là storage account của mình là được đảm bảo, được bảo vệ, không thể tạo mới được. Tạo mới thì vẫn như vậy thôi, vẫn giống các cái cũ thôi, đúng không ạ? Cấu hình object replication rule. Hoặc là upgrade account thành là general purpose V2. V2, đúng không ạ? V2 thì nó sẽ tiến hành là đồng bộ, nó sẽ tiến hành là bảo vệ dưới dạng là một cái data center, một cái region, đúng không ạ? Zone này fail thì sẽ có zone khác được đồng bộ, được chứa bản backup và dựng lên restore lại để thay thế, đúng không ạ? Modify replication setting của storage 1
Đấy, nếu như mà thay đổi cái này thì nó sẽ là tốn chi phí cao hơn. Đấy chưa? Nó sẽ lên các cái dạng rendered nó các cái mode các cái SKU nó sẽ có chi phí cao hơn. Cái này thì mình sẽ cần phải chọn đây là V2. Đấy chưa? V2. Thì keyword của mình ở đây sẽ là general, đúng không ạ? General purpose V1. Đấy, general purpose V1. Zone fail. Đấy chưa? Zone fail. Đấy. Đáp án sẽ là upgrade account lên trên general purpose V2. Đấy, mình có một cái Azure subscription, đúng không ạ? Nó chứa storage account được show như trong bảng này. Storage account 1234 này. Đấy chưa? Loại này. Cái này nó giống với cả loại một cái câu hỏi phía trên rồi, đúng không ạ? Storage V2, rồi blob, rồi performance standard, standard premium, premium, đúng không ạ? Mình có một cái kế hoạch cần quản lý dữ liệu lưu trữ ở trong account bằng cách sử dụng đấy là lifecycle management rule. Lifecycle management rule. Đấy chưa? Để các cái storage cao ấy có thể áp dụng được cái lifecycle này. Đấy thì sẽ có các cái loại storage cao nào? Lifecycle management rule, đúng không ạ? Đấy, các rule để quản lý cái vòng đời của các cái storage cao, đúng không ạ? Việc tạo rồi cấu hình chỉnh sửa, sử dụng rồi có thể xóa, đúng không ạ? Đấy, thế thì nó sẽ là đối với các blob thôi, chỉ loại trừ cái file storage này thôi. Đấy, file storage thì nó sẽ không có cái lifecycle management, được chưa? Đấy, mình sẽ áp dụng cho storage 1, 2 và 3. Nó giống câu hỏi phía trước, đúng không ạ? Không câu hỏi phía trước đó. Thế thì sẽ chỉ sử dụng được về dạng là các cái 1, 2, 3 thôi, đúng không ạ? File storage thì là không được. Đấy chưa? Đối với cái topic số 2 này thì nó đa số là tập trung nhiều vào phần storage, đúng không ạ? Phần storage, phần lưu trữ ở trên cloud. Đấy, lưu trữ ở trên cloud, đúng không ạ? Sang topic số 3 thì nó sẽ là đề cập đến một số những cái lĩnh vực này. Mình có thể xem này. Đây, có một cái Azure. Đây, và có một cái Azure Virtual Machine tên là VM1 chạy trên Windows 2016, đúng không ạ? Mình cần tạo ra một cái alert. Mình cần tạo ra một alert khi mà có hai cái error event log trên system, đúng không ạ? Trong vòng 1 tiếng. Tức là ở đây mình tạo ra một cái VM tên là 2016, VM chạy điều hành 2016, đúng không ạ? Windows Server 2016. Thế thì ở đây mình sẽ tiến hành là tạo ra một cái rule cảnh báo, một cái cảnh báo rằng nếu như trong 1 tiếng mà có 2 lần đăng nhập sai, nếu như trong 1 tiếng mà có 2 lần đăng nhập sai thì sẽ thực hiện cảnh báo này về. Đấy, giải pháp là mình cần tạo ra Azure Log Analytics Workspace, sau đó cấu hình setting cần add Microsoft Monitor Link Urgent Extension. Cái này thì là không đúng rồi, đúng không ạ? Cái này không đúng rồi, bởi vì alert mà. Alert cái này liên quan đến cấu hình alert chứ không phải liên quan đến cấu hình là log analytic. Được chưa? Không phải là add monitor urgent. Đấy, không phải add monitor urgent. Cái này sẽ là no, đúng không ạ? Sẽ là no, không phải add monitor urgent thì không phải. Được chưa? Add monitor urgent nó chỉ là thêm các cái metric, thêm các thông số lấy về từ urgent, từ VM thôi. Được chưa? Đấy, cái này sẽ là no. Mà ở đây muốn tạo được alert thì mình cần phải install, đúng không ạ? Cài đặt một cái thành phần urgent. Đấy, sau đó là mình sẽ tiến hành là tạo alert cho các cái, đã khi mà cài urgent lên trên VM rồi, đúng không ạ? Thì sẽ là lấy được, get được các cái metric từ phía urgent. Đấy, get metric từ phía urgent. Metric này trong đó có là số lần đăng nhập sai trong các thời điểm vừa rồi, đúng không ạ? Nếu như mà trong 1 giờ mà đăng nhập sai 2 lần liên tiếp thì nó sẽ tiến hành là bắn cảnh báo, bắn alert, được chưa? Sau khi cài đặt urgent rồi thì mình mới tiến hành là tạo ra alert. Đấy, tạo ra alert. Được chưa? Rồi, question số 3 này. Câu hỏi số 3, mình có một cái Azure subscription mà chứa các tài nguyên như phía dưới này. Vol 1 này. Được chưa? Là recovery service vol. VM1 là các cái virtual machine. Là các virtual machine này. Đây, thuộc các resource group và location tương ứng, được chưa? Tất cả máy ảo thì đều chạy Windows Server 2016 trên VM1. Mình tiến hành là backup. Mình tiến hành backup một cái thư mục tên là folder 1, được chưa? Theo như cái bảng phía dưới này. Backup này là backup daily, đúng không ạ? Backup day.
backup theo ngày. Backup theo ngày và nó thực hiện 3 lần trong một ngày. Mình hiểu là 3 lần trong một ngày đúng không ạ? 6 giờ sáng backup cái folder 1 này một lần. 10 giờ tối backup một lần. Như vậy là chỉ có 2 lần thôi, 2 lần một ngày thôi, đúng không ạ? 2 lần một ngày. Thế thì mình có một cái kế hoạch restore backup đến deployment merge virtual machine. Tức là có lưu trữ backup rồi, bây giờ sẽ tiến hành là deploy cái restore cái dữ liệu backup được đến một cái máy ảo khác, được chưa? Đấy. Ví dụ như là VM2 backup trên VM1 và restore trên VM2. Được chưa? Thế thì điều đầu tiên mình cần làm là gì? Đấy. Điều đầu tiên cần làm là gì? Trên VM1 install Windows Server Backup Feature. Cái này thì không cần, đúng không ạ? Bởi vì mình đã cài trên VM1 rồi thì mình mới làm được điều này. Được chưa? Mới làm được điều này với schedule backup như này được. Mới chọn 2 lần trong một ngày để backup này. Được chưa? Trong cái số A là sai. Từ VM2 cài đặt Windows Server, cài đặt Microsoft Azure Recovery Service Vault, Service Azure, đúng không ạ? Cái này thì ok. Rõ ràng là để có thể là restore được trên VM2 thì VM2 phải có Azure, phải được cài Azure. Cho nên đầu tiên phải cài Azure trên VM2. VM1 là cài Service Azure. Không phải rồi, đúng không ạ? Cài được Azure nó mới ra cái này cho mình này. VM2 là cài Windows Server Backup. Cái này là Windows Server Backup là một cái tính năng ở phía local thôi, chứ không có ý nghĩa đối với cloud. Để mà backup lên trên cloud hoặc là recovery từ cloud, restore từ cloud về local ấy, là phải là Azure Recovery Service Azure. Phải cài thành phần Azure, một cái phần mềm riêng download từ trên cloud về, download từ trên Azure về, sau đó là cài đặt. Còn đây là một cái tính năng có sẵn của Windows Server. Đấy, thì nó chỉ là để backup tại server thôi, ra một server khác thôi. Chạ, server này giao server khác thôi, chứ không phải backup từ local lên trên cloud. Rồi, câu hỏi dạng hotspot này. Đấy, mà có một cái Azure subscription. Cái này thì keyword của nó, đúng không ạ? Đấy, keyword của nó các bạn có thể xem đấy là folder 1 rồi backup 2 lần một ngày này. Để chạy 2 lần một ngày, sau đó kết quả của mình ấy sẽ phải là cài đặt phần mềm Azure trên VM2. Đấy, cài đặt Azure trên VM2. Rồi, số 4, nếu như mình có một cái Azure subscription, mình cần sử dụng ARM template, Azure Resource Manager template để tạo virtual machine. Đấy, để tạo virtual machine sẽ có nhiều ổ cứng, multi data disk có nhiều ổ cứng, tức là đối với các VM nó chia thành ổ OS và ổ data, đúng không ạ? Đấy, ở đây sẽ có nhiều ổ data. Đấy, thế thì mình cần phải hoàn thành cái template này để chưa? Như thế nào? Đây. Đấy, các template này. Đấy, ở đây sẽ có các cái phần mình chọn này. Copy rồi dependent on, copy index dependent. Đấy, copy. Đấy, cái này thì nhìn nó không rõ lắm đúng không ạ? Copy này. Copy index dependent on, đúng không ạ? Cái đầu tiên thì sẽ tiến hành là copy. Đấy là cấu hình cái ổ cứng đầu tiên nhé. Cái ổ cứng thứ hai mình có thể lấy là copy index, copy từ cái index, đúng không ạ? Data disk. Đây, data disk. Đấy, disk size là 1023. Copy từ cái phía trên, đúng không ạ? Đấy, như vậy cái này thì sẽ là có hai cái copy. Một cái là copy, một cái sẽ là copy index. Copy index. Copy. Đấy, với cái câu hỏi là hotspot này thì nó cho mình cả một file JSON luôn. Được chưa? Trong cú pháp đó thế thì nó như kiểu là ...... ấy, đúng không ạ? Cần điền tiếp theo là gì, sau đó là sổ xuống mình chọn thôi. Thì ở đây nó sẽ cần phải chọn đấy là copy và copy index. Đấy, copy và copy index. Đấy, mình nhớ theo keyword đấy chính là các cái file JSON này thôi. Được chưa? Cần phải chọn đây là copy và copy index. Đấy, tiếp theo có một cái Azure subscription. Azure subscription. Tên là subscription 1 và chứa tài nguyên được sâu như trong bảng, được chưa? Đấy, được sâu trong bảng.
RG1, RG2, RG3 đấy chưa? Resort Group. Đấy, đều là các resort group này, thuộc các location tương ứng này. Earth US, West Europe, North Europe này. Đấy, VNet 1 là Virtual Network, VM1 là Virtual Machine. Đấy chưa? Thuộc các region tương ứng. VM1 kết nối đến Virtual Network VNet 2. Đúng không ạ? Sử dụng interface là NIC 1. VNet 2 sử dụng NIC 1. Đấy, mình cần phải tạo ra một cái network interface tên là NIC 2 cho VM1. Được chưa? Cho VM1. Cho VM1. Thế thì cái giải pháp là mình bạn sẽ tạo NIC 2 trong RG1 và West US. Thì cái này sẽ là West US tạo NIC 2. Đúng không ạ? Tạo một cái NIC 2 ở trong RG1. West US, RG1, RG2, VNet 2 được sử dụng bởi interface NIC 1, VM1. VM1 là thuộc RG2 rồi, đúng không ạ? VM1 là thuộc RG2 rồi, cho nên NIC 2 của mình ấy, đây này, VM1 là thuộc RG2, VNet 2 được VM1 kết nối vào. VM1 đây, VM1 kết nối đến VNet 2, đúng không ạ? Đấy, kết nối đến VNet 2. Mình mua ở đây người ta yêu cầu mình là tạo thêm một cái cạc mạng nữa cho VM1. Thế thì VM1 đã thuộc RG2 rồi. Thế thì cái NIC 2 này sẽ không thể nào mà thuộc RG2 được. Đúng không ạ? NIC 2 sẽ không thể nào thuộc RG2 được, mà NIC 2 sẽ phải thuộc về không thể nào thuộc RG1 được, mà NIC 2 phải là thuộc về RG2. Được chưa? Phải là RG2. Như vậy đấy, cái đáp án đúng ấy sẽ là tạo NIC 2 trong RG2. RG2 thuộc West US, cho nên đây sẽ là West US. Như vậy câu này sẽ là sai, bởi vì đây là RG1. Được chưa? Bao giờ cái này RG2 thì đúng. Đây, no. Đấy, câu tương tự như vậy, đúng không ạ? Nhưng ở đây là NIC 2, RG2. Nhưng mà đây là Central, đúng không ạ? Central là RG1 rồi. RG2 là West US, đúng không ạ? Cho đây nó sẽ Central là sai. Được chưa? Central US là sai. VM1 là West US, bây giờ lại tạo ra Central thì là sai. Vẫn tạo được thôi, đúng không ạ? Nhưng mà nó sẽ là không đúng. Được chưa? Cho nên vẫn là no. Đấy, bao giờ nó sẽ là NIC 2, RG2, West US. Đấy, thì nó mới là yes. Được chưa? Đấy, NIC 2, đúng không? NIC 2. Tạo thêm cái NIC 2 kết nối với VNet 2. Đấy. Thì bao giờ nó là NIC 2, RG2, West US thì là yes. Được chưa? West West thì là yes. Rồi, tiếp theo này. Đấy, bạn deploy một cái Azure Kubernetes Service AKS cluster tên là AKS1. Đấy, bạn cần phải deploy một cái file YAML lên trên cái AKS1 này. Giải pháp là từ Azure Cloud Shell, đúng không ạ? Mình chạy AKS. Đấy, AZAKS thì không phải, đúng không ạ? Đấy, câu lệnh này sẽ không đúng. Được chưa? Câu lệnh này sẽ không đúng. From Azure Cloud Shell chạy câu lệnh AZAKS không phải, đúng không ạ? Đấy. Cái này nó phải là một cái liên quan đến, tức là Kubernetes ấy, thì nó có một cái bộ câu lệnh riêng để mà chạy quản lý các cái tác vụ liên quan đến Kubernetes, đúng không ạ? Ở đây nó chính là kubectl, kubectl, đúng không ạ? Kubectl chứ không phải là dùng AZAKS này, nó không có câu lệnh này, không có, đúng không ạ? Sẽ không chạy, không để nào mà tạo ra một cái deploy từ file YAML như này được, đúng không ạ? Cái này sẽ là no. Đấy. Được chưa? Chạy câu lệnh này sai. Được chưa? Phía dưới này, để thực hiện từ file YAML mình cần đấy là kubectl clan. Thì cái này mới là đúng này. Nó sẽ dựa vào cái câu lệnh là kubectl chạy trên clan. Được chưa? Kubectl. Đấy, kubectl đấy. Thì cái này sẽ là yes. Kubectl. Được chưa? Keyword ở đây ấy, sẽ có dành cho các cái câu hỏi liên quan AKS chung nhé. Thì nó sẽ là deploy YAML file đến AKS1. Được chưa? Deploy YAML file
đấy, deploy XAML file đến AKS 1. Thế thì nó chỉ dùng được đấy là QoS client thôi. Được chưa? QoS client để nó chạy một cái tất cả những cái khai báo được liệt kê trong file XAML thôi. Đấy, thì phải là câu lệnh QoSctl. Đấy, còn câu lệnh AZ AKS thì không phải. Được chưa? Rồi, tiếp theo này, mình deploy Azu cũng là câu lệnh như vậy đúng không ạ? Đây, deploy XAML đến AKS 1 sử dụng câu lệnh đấy là AZ copy. Này càng không đúng đúng không ạ? AZ copy thì chỉ dùng để copy thôi đúng không ạ? Dữ liệu thôi, copy dữ liệu trên Azu thôi. Đấy, copy data đúng không? Có thể từ on premise lên trên cloud hoặc cloud on premise này. Đấy. On premise lên cloud này. Đúng không ạ? Chứ không phải là được, hoặc kể cả là tác vụ của nó là copy thì rõ ràng nó không phải deploy. Đúng không? Cái deploy này tức là trong file XAML ấy, đây là Kubernetes thì nó deploy ra các cái service sẽ bằng các cái chỉ thị được viết trong file XAML. Được chưa? Được viết trong file XAML. Ví dụ như là mình cần deploy cái gì, thuộc loại nào, đúng không ạ? Deploy lên đâu? Đấy, có cấu hình phần cứng ra sao thì nó sẽ là trong file XAML định nghĩa hết. Được chưa? Sau đó là mình dùng câu lệnh của Kubernetes để đọc file XAML và thực thi. Đấy, thực thi theo các cấu hình trong đó. Thế thì mình không thể copy. Chứ không thể copy được, copy nó không deploy. Đúng không ạ? Chỉ có kubectl thì mới là deploy thôi. Đấy, học một câu thôi, đúng không ạ? Đấy, chỉ cần học đúng cái này thôi. Đấy này. Deploy XAML đến AKS1 bao giờ nó là kubectl thì là yes, còn lại thì nó sẽ là no. Được chưa? Còn lại thì nó sẽ là no. Rồi, tiếp này, câu số 11. Đúng không ạ? Câu số 11 này. Bạn có một cái Azure Virtual Machine là VM1 chạy 2016. Bạn cần tạo ra một cái alert, nó khá là giống với cả cái phần phía trước, đúng không ạ? Tạo ra một cái alert nếu như mình log on site 2 lần, đúng không ạ? Trong vòng 1 tiếng. Thế thì giải pháp của mình này, log on site 2 lần trong vòng 1 tiếng. Đấy là tạo ra Azure Storage Account và cấu hình SAS, sau đó là install Microsoft Monitor Azure VM. Đấy, thì cái này nó sẽ là no, đúng không ạ? Nó giống cái câu phía trước thôi, các câu phía trước thôi. Nó chỉ yes, đúng không ạ? Khi mình đây, cái câu ngay phía trước thôi, đúng không ạ? Đây, nó chỉ yes khi mình tạo ra một cái Azure Log Analytics Workspace. Đấy, Workspace bắt đầu là phân tích log, đúng không ạ? Phân tích log và từ đó thì mình mới tiến hành là tạo ra alert được. Đấy, được chưa? Thì nó sẽ đi kèm nhé, các bạn kiên nhớ là đây này, cái keyword của nó sẽ là two error, đúng không ạ? Hai lần đăng nhập sai đấy trong vòng 1 tiếng. Đấy. Và giải pháp này nó chỉ giết khi mình tạo ra analytics và mình cài đặt agent lên trên VM để lấy các metric, cụ thể là lấy số lần sai và từ đó mình có thể tạo ra alert, đúng không ạ? Còn lại sẽ là no thôi. Đấy, còn lại sẽ là no thôi. Đấy, được chưa? Thế thì nó sẽ dễ hơn, mình học một lần thôi nhưng mình sẽ học một câu nhưng mà sẽ là áp dụng được cho nhiều câu khác, được chưa? Thì ở đây mình tạo ra Azure Storage Account thì không phải rồi, đúng không ạ? Tạo ra cái này là không phải rồi, cần phải tạo ra Workspace, đúng không ạ? Để lấy các lấy cài đặt Azure. Đấy, phải có Workspace thì cài đặt Azure này mới có ý nghĩa, thì cái này nó sẽ là no. Rồi mình có một cái Azure Subscription tên là Subscription 1, đúng không ạ? Đấy, Subscription 1 thì chứa các cái tài nguyên như trong bảng này, RG1, RG2 này, VNet1, VNet2 này. VNet1 thì ở trong RG1, VNet2 thì thuộc về RG2, đúng không ạ? Đấy, thế thì nó không có cái connectivity giữa VNet1, VNet2. Cái này thì là default, được chưa? Cái này thì là default, VNet1, VNet2 thì nó không có connect với nhau. Đấy, giữa hai VNet thôi, kể cả thuộc cùng một resource group thì cũng không kết nối, được chưa? Cùng một group thì cũng không có kết nối giữa các VNet. Nữa là đây là thuộc hai resource group khác nhau, đúng không ạ? Thế người quản trị tên là admin1 tạo ra một cái Azure Virtual Machine tên là VM1 trong RG1. VM1 sử dụng nick tên là nick1 connect đến VNet1, đúng không ạ? Connect đến VNet1. Admin1 sau đó là install custom application, tức là cài đặt một cái ứng dụng nào đấy trên VM1, đúng không ạ? Thì bạn cần phải di chuyển cái custom application này đến VNet2. Được chưa? Tức là cái này nó là câu hỏi tình huống thôi,
câu hỏi tình huống, tức là để làm sao để thực hiện cái này thì vẫn là VNet 1 và VNet 2 nó phải connect được với nhau, đúng không ạ? Đấy, thì giải pháp nào, đúng không? Giải pháp nào có thể được thực hiện? Giải pháp nào có thể được thực hiện để giải pháp nào có thể thực hiện những cái này, nhưng mà nó sẽ cần là gì ạ? Ít nhất các cái quyền, đúng không ạ? Rồi nó quyền ít nhất. Thế thì hai hành động mình cần làm là gì? Hai hành động cần làm là gì? Bản chất của nó vẫn là kết nối giữa VNet 1 và VNet 2 nhé. Đấy, thế thì mình sẽ cần quan tâm đấy là những cái việc đầu tiên này. Xóa VM1. Thứ hai là tạo mới một cái VM2. Xóa VM1, đúng không ạ? Đấy, xóa VM1, tạo VM2. VM1 trên RG1, VM1 sử dụng đích, tên là đích 1, đúng không ạ? Đích 1 là đích 1 này. Mình cần sử dụng admin 1 này, cài đặt app trên VM1. VM1 cần phải di chuyển cái custom application sang VNet 2, đúng không ạ? Đấy, cần phải di chuyển application sang VNet 2. VNet 1, VNet 2. VM1. VM1, đúng không ạ? Ở đây không thể nói đến VM1. RG1, RG2 đây. VNet 1 thì nó nằm ở RG1, VNet 2, RG2. Tạo ra VNet 1 ở đây. VM1 là RG1. RG1, RG1. Cái này nó thuộc về hai resource group khác hẳn nhau rồi, đúng không ạ? Đấy, thì giải pháp của mình ở đây này. Nhất là tạo ra network interface trên RG2. Deattach network interface. Move network interface sang RG2. Move này thì là không, chắc chắn là không được. Được chưa? Tạo network interface RG2, sau đó là gắn cái network này cho VM1 thì chắc chắn không được. Chắc chắn là không được, bởi vì VM1 thuộc RG1. Đấy, VM1 thuộc RG1. Mình tạo ra bao nhiêu cái interface trên RG2 ấy, thì mình không thể gắn được. Được chưa? Không thể gắn như vậy được. Cho nên là tạo rồi deattach network, tức là ý ở đây sẽ là tạo ra một cái network interface trên RG2, mình bỏ cái cạc mạng trên cái VM1 đi, sau đó mình gắn cái cạc mạng trên RG2 vừa rồi ấy vào cho VM1. Thì cái này là không thể, đúng không ạ? Không được. Nó phải là đi theo một cái khối thống nhất của một cái máy ảo, được chưa? Đi theo một cái khối thống nhất của máy ảo. Thế thì ở đây ấy, thì mình chỉ có thể, đúng không ạ? Ở đây thì dựa vào các cái giải pháp nó đưa ra, dựa vào các giải pháp mà đề bài đưa ra thì mình chỉ có thể là xóa toàn bộ cái VM1 đấy đi và tạo lại ở trên cái RG2 thôi. Được chưa? Tạo lại trên RG2 thôi. Đấy, xóa hẳn đi và tạo lại trên RG2. Được chưa? Tạo lại trên RG2. Đấy, chứ không thể nào mà cả cái mẻo thì thuộc về RG1 nhưng lại có một thành phần nào đấy thuộc RG2 thì không thể. Đúng không ạ? Cần phải xóa hẳn đi và tạo lại mới ở trên RG2. Rồi, tiếp theo này, bạn download Azure Resource Manager Template Bay, đúng không ạ? Trên một cái virtual machine, tức là mình có thể là tạo ra một virtual machine, sau đó là dựa vào các cái hành động vừa rồi, mình xuất ra một cái template, đúng không ạ? Cái template này được sử dụng để deploy cho 100 máy ảo khác nữa, 100 máy ảo nữa, dựa trên cái đầu tiên mình đã làm ra. Đấy, thì mình cần modify template reference của cái administrative password. Tức là 100 máy ảo này sẽ khác nhau ở password, được chưa? Thế thì mình cần chặn cái việc là các password hoặc là cần phải thay đổi cái cấu hình ở trong template ấy, là cái password này ấy, nó sẽ không được dưới dạng plain text, được chưa? Bởi vì là đồng loạt tạo ra 100 máy ảo, sau khi tạo xong ấy, thì là 100 máy ảo này đều có username và đều có password để đăng nhập, đúng không ạ? Thế thì để đảm bảo bảo mật, đấy là cái password mình tạo ra ấy, được lưu trong file template ấy, thì nó không nên là plain text, không nên là trắng, được chưa? Thế thì mình cần làm gì để cho cái việc lưu trữ password này được an toàn? Đấy là đây, người ta dùng một cái nó gọi là Azure Keyvault. Keyvault là một cái dịch vụ trên Azure được dùng để mà lưu trữ các cái có thể hiểu là lưu trữ các key, lưu trữ các cái secret, lưu trữ các cái bí mật, đúng không ạ? Các key
đấy, trên đó lưu trữ key an toàn, tức là mình hiểu ấy là key, ví dụ như mình có key là 123 này, đấy là password chẳng hạn, đúng không ạ? Nếu như mình viết 123 vào thì nó rất là nguy hiểm. Thế thì đối với key vol ấy thì nó tạo ra một cái chuỗi, tạo ra một cái chuỗi tương ứng với 123, đúng không ạ? Lúc này mình điền cái chuỗi đó vào, tức là nó gần gần giống như kiểu là mình sẽ hát ấy, đúng không ạ? Đấy, mình sẽ hát, mình sẽ băm cái chuỗi, băm cái password ra được một chuỗi, sau đó là lưu cái chuỗi đó vào trong trong file template, đúng không ạ? Nhưng mà trên cloud thì nó thay vì dùng hàm băm thì nó sẽ sử dụng một cái dịch vụ nó gọi là key vol. Key vol dùng để lưu trữ key. Mỗi một key sẽ được gắn cho một cái mã. Được chưa? Mỗi một key sẽ gắn cho một cái mã. Thế lúc này mình có thể dùng mã. Tức là cái key này mình hiểu là nó hơn hàm băm ở một chỗ, đấy là nó sẽ có thể làm một cái nơi trung gian để xác thực. Được chưa? Nơi trung gian để xác thực. Nó giống như một cái mã token hoặc là một cái mã cookie, đúng không ạ? Đấy, được link, được đại diện cho một cái chuỗi password. Thế lúc này mình có thể sử dụng các cái key đó, đúng không? Các cái chuỗi đại diện đó để cho việc xác thực. Được chưa? Đấy là Azure Key Vault. Azure Key Vault. Thế thì ở đây cái keyword của mình ấy sẽ là deploy 100 virtual machine. Được chưa? 100 virtual machine. Và đáp án, đúng không ạ? Đáp án của mình, keyword nó sẽ là Azure Key Vault. Key Vault. Được chưa? Key Vault. Đấy, câu số 14 của mình này, mình có một cái app service, đúng không ạ? Theo bảng này. Đấy, ASP1, Windows ASP2, Windows ASP3, đấy là Linux theo các location tương ứng. Mình tạo ra Azure web app, được chưa? Web app thì mình có là web app 1 là .net, web app 2 là ASP.NET 4.7, tức là có các version là khác nhau thôi, đúng không ạ? Hệ điều hành khác nhau, version khác nhau. Đấy, còn ứng dụng thì nó đều là chạy ASP, đều .net, đúng không ạ? Thế thì mình cần phải xác định xem là app nào có thể được sử dụng trở thành web. Đúng không ạ? Có thể sử dụng trở thành web. Thế thì mình cần chọn này. Đấy. Mỗi đáp án đúng sẽ có một điểm. Cần phải chọn xem là các cái app nào. Web app 1 này. Web app 1 nó là .NET Core 3. Ở WebOS. Đây, WebOS thì nó có là ASP1, ASP3 thôi. Web app 1 nhé. Có thể được chạy bởi 1 và 3. 1 và 3. WebOS. Để chọn 1, 3. Web app 2. ASP.NET. WebOS. Cái này là ASP.NET. ASP.NET thì nó là Windows. Để chọn thì nó sẽ là ASP1. ASP1. Đây. ASP1 only. Bởi vì nó là Windows. Cái này nó core. ASP.NET. Để chọn 4.7. Nó bắt buộc phải là trên nền là Windows. Thế thì mình sẽ có hai phương án là 1 và 3, đúng không ạ? Đều là web này, nhưng mà nó là Windows cho nên loại trừ 3. Đấy, thì nó chỉ là ASP1 only thôi, đấy là web app 2. Được chưa? Thế thì cái này thì mình sẽ có keyword, đấy chính là cái này thì có thể chỉ dựa vào cái bảng thôi, đúng không ạ? Đấy, web app 1, web app 2. Đấy, .net core 3 rồi ASP.net 4.7, được chưa? Đấy, theo lần lượt các cái đáp án như vừa rồi. Được chưa? Rồi. Đấy, như vậy là mình đến được 14, đúng không? Câu số 14 của cái topic thứ hai. Đối với topic số 2 này thì tức là mình có thể thấy là trong cái file đăm này thì nó chia thành các cái topic, chia thành các chủ đề, đúng không ạ? Chia thành các chủ đề thứ hai vừa rồi của mình thì lại là liên quan đến storage nhiều, đúng không ạ? Các dạng storage. Số 3 này thì nó liên quan đến serverless computing hay là liên quan đến Docker container, liên quan đến các app, các ứng dụng, đúng không ạ? Và có một chút liên quan đến cả virtual network nữa. Đấy, mình thấy về Docker container khá là nhiều. Hay liên quan đến compute, đúng không ạ? Hay liên quan đến bài 8 và bài 9 trong AZ-104. Liên quan đến virtual machine, liên quan đến AKS, đúng không ạ? Kubernetes, liên quan Docker container. Đấy. Được chưa? Rồi. Đấy, những cái phần tiếp theo thì mình sẽ triển khai trong cái buổi tới nhé các bạn nhé. Được chưa? Mình sẽ triển khai tiếp tục trong các buổi tới. Đấy, các bạn sẽ vẫn ôn luyện trên cả PDF và cả file BCE này. Đấy. Thế thì mình khuyến cáo là các bạn nên ôn, nếu bạn nào đang ôn của BCE, bạn nào đang ôn BCE thì cố gắng là sau khi ôn xong BCE nhé. Thì vì ở đây nó có một cái phần này này. Nó có một cái phần cuối của file ấy. Thông thường các file ở đây này. Thông thường file đăm này, đây này. Đấy, nó có cái phần này này.
là các cái bộ câu hỏi. Cái này là cái mới nhất luôn. Còn các câu hỏi phía trên ấy có thể sẽ là từ tháng 8, tháng 9, tháng 10 gì đó. Nhưng mà cái câu hỏi mà chụp ảnh như này này là trực tiếp đúng không ạ? Đấy, trực tiếp chụp trong phòng thi luôn đấy. Đấy, đúng không ạ? Đấy, mạo hiểm đã chụp lại trong phòng thi đấy để mình lấy được các câu hỏi mới nhất luôn. Cho nên là cái này là cái mà mình không được phép bỏ qua. Mà gần như là mình cũng nên ôn kỹ các câu hỏi này như này. Được chưa? Nó chỉ là một bộ đề thôi. Bởi vì là có rất là nhiều bộ đề, mọi người có thể là sẽ có các câu hỏi khác nhau. Đây sẽ là các câu hỏi mới mà mình trong VCE nó sẽ không có. Trong VCE sẽ không có, VCE chỉ đến các cái file PDF thôi. Đây là file ảnh cắt ghép thêm vào cho nên VCE nó chưa được update, được chưa? Chưa có. Cái này là các bạn cũng nên để ý để mình có thể ôn luyện, chứ đừng chỉ dừng ở file PC không, được chưa? Đấy, ảnh này, đây thi thực tế này, đây như thế này, đúng không ạ? Sổ chọn này, đáp án là gì này, được chưa? Đấy, câu hỏi đáp án đây, trực tiếp phòng thi luôn, đây chụp ảnh, đúng không ạ? Đi thi đã cố gắng, đúng không ạ? Những cái bạn trong group đã đi thi cố gắng dùng điện thoại, đúng không? Một cách nào đấy mà chụp lại được, đây. Đúng không? Thực tế trong phòng thi nó là chọn như này. Đấy thì cái này nó sẽ là ở phần cuối nhé, các bạn nhé. Một cái bộ đề hoàn chỉnh đấy. Một bộ đề của có thể là của một bạn đi thi. Bạn này có thể là không đi thi, chỉ là để lấy cái đề để cho mọi người thi được thôi, đúng không ạ? Đây. Đấy thì cái phần này các bạn nên ôn luyện luôn. Được chưa? Nên ôn luyện cả những cái phần như này nữa. Đấy. Đây thường sẽ là cái bộ đề mới hơn so với những cái năm phía trên. Được chưa? Nó sẽ có một số câu thôi, khoảng độ mười mấy câu rồi đấy. Đấy chưa? Bởi vì chụp ảnh được hết mười mấy câu này đã là một cái sự cố gắng rất là lớn rồi. Đấy, những câu mới, đấy chưa? Mình nên ôn luyện cả phần này nữa nhé các bạn nhé. Đấy, đấy chưa? Rồi, ok ạ. Rồi, những cái phần ôn luyện tiếp theo nhé thì mình sẽ triển khai trong cái buổi tới này. Và buổi tới thì mình cũng sẽ hướng dẫn các bạn liên quan đến các thủ tục làm bài thi luôn, được chưa? Đấy, tất cả các vấn đề, rồi một số các cái tình huống mình có thể gặp phải trong cái quá trình mình đi thi, được chưa? Mình đi thi. Đấy. Có thể đối với nhiều bạn thì sẽ là lần đầu tiên mình thi chương trình quốc tế thì nó sẽ có nhiều cái bỡ ngỡ, nhiều tình huống có thể xảy ra, đúng không ạ? Đấy, các bạn nào đã thi rồi thì sẽ thấy rằng là nó sẽ hao hao giống các lần trước thôi. Thủ tục này rồi mọi thứ sẽ gần gần như vậy, đúng không ạ? Thi nhiều thì nó sẽ khá là quen và gặp một số các sự cố thì nó cũng sẽ có cái kỹ năng để mình có thể xử lý được, đúng không ạ? Đấy, mọi thứ nó là cái chung ở thi, đúng không ạ? Và không chỉ nó là môn của Microsoft. Đấy, Microsoft thì thường là trên Pearson VUE thì thủ tục nó cũng khá là đơn giản, khá là nhanh thôi. Đấy, online hay offline cũng vậy, đều khá là nhanh, được chưa? Sau này các bạn có thể là thi những chứng chỉ của những hãng khác như là AWS này, Google Cloud Platform, đúng không ạ? Hay là bất kỳ hãng nào khác thôi mà trên hệ thống Pearson VUE giống như của Microsoft ấy, thì thủ tục đa số là gần gần như vậy, đa số sẽ theo sườn như vậy. Một số hãng thì nó sẽ thêm một số những cái điều nữa, ví dụ như là phải làm feedback, phải làm survey, phải làm khảo sát trước khi vào bài thi chẳng hạn, hay là phải làm một cái bài thi mẫu thử một câu chẳng hạn, đúng không? Sau đó mình mới được vào làm bài chính. Đấy, thì nó cũng giống của Microsoft thôi. Thì mình sẽ sau khi thi một vài lần thì mình sẽ khá là quen với cả các cái việc thi chứng chỉ quốc tế này thôi. Được chưa? Rồi, ok ạ. Đấy, rồi như vậy thì mình buổi tiếp theo mình sẽ tiếp tục tiếp nhé các bạn nhé. Rồi ok, lớp mình nghỉ ạ. Lớp mình nghỉ nhé các bạn nhé. Rồi ok, xin chào mọi người.